Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn đây là thủ đoạn của Mộ Dung Nguyên Duệ, đây còn là phong thái của chiến thần của Tiên Đạo. Ta quả thực không bằng cô ta." Tạ Lưu Vân khẽ thở dài, đánh giá thấp cô ta không chỉ có đệ. Lữ Thuần Dương nhàn nhạt nói, "Kể từ khi Mộ Dung Nguyên Duệ trở thành người cầm cờ của Tiên Đạo, đã không thu được chiến tích vang danh gì cho Tiên Đạo, tất cả chuyện này đều liên quan đến ma đạo, người đã cướp mất sự nổi trội. Kết quả là, rất nhiều người đã đánh giá thấp cô ấy, đặc biệt là khi họ so sánh cô ấy với chiến thần Tiên Đạo đời trước." cửu thiên huyền nữ. Sau sự mất đi của Ngọc Hoàng Đại Đế, Mộ Dung trở thành tiên đạo tổ sư, vẫn như cũng không nhận được nhiều sự tôn trọng. Đến nỗi thái tử hạo thiên mới nảy ra ý định kết hôn, chúng thần thiên đình cũng không ít rẻ biểu cô ấy. Mọi người đem cô ấy so sánh với tạ Lưu Vân, đối với tiên đạo tổ sư mà nói thì đây chắc hẳn không phải một lời khen ngợi gì. Mộ Dung là đạo tổ, nhưng tạ Lưu Vân chỉ là một mộ phủ của nhân đạo. Hôm nay, Mộ Dung Nguyên Duệ đã dùng một khúc tiên vũ nghề thường chứng minh cho bản thân mình kiếm của Lữ Thuần Dương và Thương Huyền Thiên của câu Trần Đại Đế, ở trước một khúc tiên vũ nghề thường của cô ấy đều rất lại phía sau. Hơn 350 vị vệ sĩ thượng cổ băng xương long nhân với lực chiến của thiên tôn đều bị chôn vùi cùng lúc. Không phải mộ dung nguyên rưỡi cố ý nhẫn nhịn, giấu tài nghệ của mình, mà do cô ấy tu hành đạo chiến thần. Nhà binh có câu, thiện chiến giả vô hách hách chi công. Năm đó phá quân hộ pháp thiên tôn thua dưới tay cửu thiên huyền nữ đúng là không oan uổng. Tôi nhàn nhạt thở dài một hơi. Vậy Lâm tướng quân có đánh lại Mộ Dung không?" Tạ Uẩn hỏi, một mình đấu tay đôi, Thùy Họa đương nhiên thắng cô ấy, nhưng dùng binh để đấu thì khó nói. Thùy Họa là tử thần của thái cổ minh giới, Mộ Dung Nguyên Duệ được định sẵn là chiến thần thái cổ. Dù là kiếp trước hay hiện tại, bọn họ định sẵn là kẻ địch của nhau. Nhìn thấy biểu hiện của Mộ Dung Nguyên Duệ, tôi hối hận vì đã đồng ý giúp cô ấy giành lấy binh chủ chiến kỳ rồi. Nhưng mà, nếu không có binh chủ chiến kỳ Mộ Dung Nguyên Duệ muốn đứng vững ở Thiên Đình thì cần thời gian rất lâu, thậm chí còn không thể không cùng Hạo Thiên Thái tử kết duyên mới có thể ổn định cục diện Thiên Đình. Dù sao cũng là nhân duyên trên đá Tam Sinh của tôi, mà Hạo Thiên không phải là người cô ấy muốn, tôi đương nhiên không muốn nhìn thấy cô ấy có một chốn bến đỗ như vậy. Khúc tiên vũ nghệ thường của Mộ Dung Nguyên Duệ đã gây chấn động trận doanh nhân đạo, cũng khiến Câu Trần Đại Đế ngạc nhiên. Câu Trần trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Thấy vậy, tôi càng lo lắng cho mộ dung nguyên duệ mộ dung nguyên duệ có thể thi triển thần uy như vậy đều là nhờ nơi này có địa thế chiến đấu đặc thù cũng không phải cô ấy sở hữu sức mạnh chống lại trăm vạn đại quân điều tôi ngưỡng mộ là trí thông minh và cái nhìn sâu sắc về cơ duyên của cô ấy chứ không phải biểu hiện về lực chiến của cô ấy hôm nay phô trương thanh thế không biết nhân đạo có kiêng rẻ cô ấy không câu trần tựa hồ đã hạ quyết tâm gì đó đối với cô ấy mà nói thì đây không phải chuyện tốt sau khi phương trận vệ sĩ thượng của băng xương long nhân bị phá hủy, băng xương long vương bắt đầu phóng thích sát khí của mình. Thỉnh bệ hạ ra tay nghinh địch, mộ dung nguyên duệ nói, mộ dung đạo tổ có thể lý giải đạo chiến thần hoàn mỹ đến vậy, băng xương long vương cần gì quả nhân ra tay chứ? Câu trần đại đế mặt không biểu cảm nói, bệ hạ có ý gì, thần niệm quả nhân còn chưa khôi phục, tạm thời không thể ứng chiến. Những lời này vừa nói ra, mộ dung nguyên duệ sướng sờ tại chỗ chương 779, Mỹ Nhân Lưỡng Nan 1. Việc câu Trần Đại Đế từ chối xuất chiến rõ ràng nằm ngoài dự tính của mộ dung nguyên duệ Nhưng tiên đạo lúc này cũng không phải là không có nhân lực chiến đấu, mặc dù băng xương Long Vương cùng hắc Diệu Long Vương cũng đều là đỉnh cao thiên tôn, nhưng lại không có năng lực phòng ngự kiên cố đến biến thái, vạn pháp cũng khó làm bị thương như hắc Diệu Long Vương. Không đợi mộ dung nguyên duệ mở lời, Tứ Hải Long Vương và công chúa Đắc Kiều đã dẫn đầu hóa thân thành rồng, gầm lên một tiếng rồi tiến về phía trước. Ngay sau đó, lần lượt chúng chiến tướng long tộc đều hóa thân thành rồng, đồng loạt lao lên tấn công. Hơn 10 con thần long cùng với một số tướng lĩnh cấp cao của tiên đạo đã vây chết băng xương long vương. Mộ dung nguyên rệ vì một khúc tiên vũ ni thượng đã hao tổn quá nhiều thần niệm và thể lực, giờ khắc này đã không còn sức chiến đấu nữa, nhưng vẫn cắn răng triệu hoán tứ đại phân thần tham gia chiến trận. Trận chiến này rất khó khăn, đợi khi phá được lớp khắp hàn băng hộ thể của băng xương long vương, tiên đạo đã ngã xuống ba người. Tứ Hải Long Vương bị Tử Vương Sương Đông làm trọng thương thần hồn, cơ thể thần long cũng bị nhanh nhọn cùng vuốt sắc của băng xương long vương sâu xé đến biến dạng. Công chúa Đắc Kiều bị thương nặng nhất, phải rồng bay ra như mưa, máu rồng chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Trong trận chiến này, Tiên Đạo đã mất đi một chiến tướng cấp bậc Thiên Tôn, một thống lĩnh bộ binh dưới trướng của Cửu Thiên Huyền Nữ, phá phong Thiên Tôn. Đi cùng với tiếng rít thê lương, băng xương long vương ngã xuống với một tiếng gầm không cam tâm. Trong khi Tiên Đạo giành được chiến thắng, đồng thời cũng hứng chịu rất nhiều thương vong. Sau trận chiến này, thần hồn của Đông Hải Quảng Đức Phương Ngao Quảng bị tổn hại nghiêm trọng không thể hồi phục được, tứ đại phân thần của mộ dung nguyên duệ đều nát vụn, tan vỡ, trực tiếp làm thương tổn đến thần hồn bổn tôn, đắc kiều công chúa mất đi phân nửa sinh cơ, sau khi miễn cưỡng quay về hình người thì đã không còn sức lực chiến đấu nữa. Trận doanh tiên đạo vốn chỉ có khoảng hơn 20 người, giờ đây đã giảm xuống chỉ còn 18 người, trong đó bao gồm một chỉ huy bộ binh cấp thiên tôn những người sống sót còn lại hầu như đều bị tử vong xương đông làm bị thương tử vong xương đông là một loại nguyền rủa gây sát thương liên tục trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục được nói một cách đơn giản chỉ cần đối phó với băng xương long vương đang ở đỉnh cao thiên tôn lực chiến của tiên đạo đã giảm đi một nửa không phải là thiên tôn của tiên đạo yếu kém mấu chốt là băng xương long vương là một sinh vật hệ tử linh hấp thụ oán niệm cự long nơi này mà hóa thành vạn pháp cũng khó làm tổn hại lại có hàn băng hộ thể Khí quý thủy của Tứ Hải Long Vương thuộc cấp bậc đỉnh cao thiên tôn cũng đã dùng cạn, người có sức chiến đấu thuộc lĩnh vực thiên tôn mạnh nhất, nơi đây lại không thể phát huy sức mạnh hô mưa gọi gió, rất nhiều pháp tượng tự nhiên cũng bị địa hình khắc chế. Các chiến tướng Long tộc còn lại cũng như vậy, đặc tính của thần Long là pháp tượng tự nhiên luôn thiên biến vạn hóa, lấy khí thiên thiên quỷ thủy làm chủ yếu, thành cự Long vốn không giống với thế giới bên ngoài, khí thiên thiên quý thủy yếu đến đáng thương. Nhưng nếu có câu trần đại đế ra tay, Tiên đạo sẽ không phải chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy. Trận chiến còn lâu mới kết thúc, Mộ Dung Nguyên Duệ không có thời gian để thương tiếc, sau khi xoa dịu chúng chiến tướng trong Tiên đạo, đã lập tức tiến vào trạng thái điều chỉnh khí tức mà hồi phục, trong khoảng thời gian này, cô không hề nhìn lấy câu Trần Đại Đế một lần. Tại thời điểm này của trận chiến, nhân, Tiên hai đạo mỗi bên đã phá vỡ một phương trận của vệ sĩ thượng cổ Long Nhân, Hắc Diệu và Băng Sương, mỗi bên cũng đã mất đi một vị thiên tôn. Tổn thất của Tiên đạo là lớn nhất. Tổn thất của Nhân Đạo vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Bây giờ trên Cự Long chi hoàn vẫn còn hai phương trận thị huyết và phệ hồn, đến lúc Nhân Đạo đưa ra quyết định rồi. Đặc điểm công kích của vệ sĩ thượng cổ thị huyết Long Nhân là tốc độ cực kỳ nhanh, lực công kích mạnh mẽ, tốc độ nhanh như tia chớp, thủ đoạn công kích cấp bậc thiên tôn, nhưng nhược điểm là năng lực phòng ngự không mạnh. Cái gọi là thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá. Tức là mọi loại võ công trong thiên hạ, dù có thần sầu đến đâu cũng có thể phá giải chỉ độc nhất tốc độ nhanh là không thể. Đối mặt với những vệ sĩ thượng cổ thị huyết long nhân nhanh như chấp, nhân đạo rất đau đầu, nhưng nếu không chọn phương trận thị huyết thì phải chọn phương trận phệ hồn càng biến thái hơn nữa. Cuộc tấn công của vệ sĩ thượng cổ thị huyết long nhân có thể hấp thụ sức mạnh thần hồn, điều này chắc chắn có tác động mang tính hủy diệt đối với nhân đạo. Nhục thân tổn thương sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực, thần hồn tổn thương là khó khôi phục nhất, thậm chí có thể khiến cho cảnh giới sụp đổ, tu vi rơi xuống đáy vực. Sau một hồi cân nhắc, Tạ Lưu Vân cuối cùng cũng chọn phương trận của vệ sĩ thượng cổ thị huyết Long Nhân. Trận chiến này vẫn do Lữ Thuần Dương bắt đầu. Sau khi trải qua lễ rửa tội cho thanh kiếm, thành tựu thần kiếm của Lữ Thuần Dương càng viên mãn hơn, cả người cũng trở nên sắc sảo hơn. Lữ Thuần Dương đã triệu hồi kiếm hải trong trận chiến này, trước khi kích hoạt những vệ sĩ thượng cổ thị huyết Long Nhân đã triệu hồi ra một kiếm hải hình kiếm khí treo lơ lửng phía trên phương trận. Kiếm hải thành hình, Tạ Lưu Vân cắn ngón tay giữa, vẽ một lá bùa huyết khí rồi ném vào bên trong phương trận. Vệ sĩ thượng cổ thị huyết long nhân đã được kích hoạt bởi lá bùa huyết khí kia, cơ thể chưa kịp động đậy, kiếm hải của Lữ Thuần Dương đã dội thẳng xuống. Kiếm khí tấn công loạn xạ giống như cơn mưa xối xả trút xuống, xuyên thủng chiến giáp long lân vệ sĩ thượng cổ long nhân, kiếm khí cùng máu tuôn như mưa, vệ sĩ thị huyết long nhân tức giận khôn cùng, khí đen bốc lên rồi tỏa khắp nơi, chỉ trong chốc lát, lực chiến đã sụt giảm hai phần. Chương 780, mỹ nhân lưỡng nan thai sau đó ất mộc lôi kiếp tôn giả ly hỏa lôi kiếp tôn giả quý thủy lôi kiếp tôn giả và mậu thổ lôi kiếp tôn giả cùng nhau triệu hồi lôi hải tre khắp bầu trời vệ sĩ thị huyết long nhân lại bị thương nặng sức chiến đấu lần nữa giảm thêm một phần mặc dù đã mất đi gần ba phần sức chiến đấu nhưng cũng khơi dậy hung tính tàn nhẫn của những vệ sĩ thị huyết long nhân khiến chúng tiến vào trạng thái điên cuồng tốc độ lại càng nhanh hơn nữa vì vậy mặc dù có một lữ thuần dương sát phạt vô song mở đường nhưng đối mặt với những vệ sĩ thị huyết long nhân với chiến lực đã giảm xuống dưới cảnh giới thiên tôn, trận doanh nhân đạo vẫn bị thương vong nặng nề. Trong trận chiến này, ất mộc lôi kiếp tôn giả đã mất đi, tứ đại thiên sư, vị sau tả từ là thiên sư hứa tấn cũng ngã xuống, vị tiền thiên tôn trong cửu đại hộ pháp thiên tôn cũng nằm xuống. Một trận chiến tổn thất ba vị thiên tôn, khiến người ta chìm vào nỗi bi thương khôn nguôi. Ngoại trừ ba vị thiên tôn, cao thủ hàm cốc quan của nhân đạo cũng chết như ngã giả. Đợi khi trận chiến kết thúc, Lượng người của nhân đạo đã vơi đi phân nửa, cuối cùng thì còn lại 20 người. May thay, trong trận chiến với thị huyết Long Vương sau đó, Lữ Thuần Dương đã đột phá chiến lực đến mức tiệm cận đạo tổ, dựa vào sức của một người mà chặt được đầu thị huyết Long Vương, đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho trận doanh nhân đạo trước khi đối mặt với cửu Lê Ma Long. Trận chiến của nhân đạo đã kết thúc, thương vong cũng không có gì thê thảm. Tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, vì binh chủ chiến kỳ thì sự hy sinh như vậy là xứng đáng. Thiên tôn khó chứng, Tạ Lưu Vân đã ngậm nước mắt đọc chú vãng sinh cho ba bị thiên tôn mất đi kia, đem anh linh của các chiến tướng nhân đạo đã chết trong trận chiến thu vào cờ chiêu hồn của nhân đạo. Lữ Thuần Dương im lặng, một người sinh ra đã là kiếm như ông ta thì không có quá nhiều cảm xúc, sự hy sinh của đồng đội sẽ chỉ khiến thanh kiếm của ông ta trở nên vô tình cùng sắc bén hơn thôi. Ma đạo cùng nhân đạo tuy là đối địch, nhưng đều là xuất thân từ đạo môn, nhìn thấy nhân đạo cùng tiên đạo thương vong nặng nề, trong lòng tôi cũng tràn đầy bi thương cũng không thể trách bản thân của địa hoang mạc long môn được, chúng tôi nạn kiếp chập trùng, khó khăn vạn giảm tìm đến cũng chỉ vì binh chủ chiến kỳ. Mà mục đích của việc lấy được lá cờ chiến này là để giành ưu thế trong cuộc chiến phong thần sau này, để giành chiến thắng trên ván cờ, tam đạo chỉ có thể một người thắng. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, nếu không phải thiên đạo, dĩ vạn vật phi sô cầu, thì chúng tôi sao phải dốc hết sức diễn một màn kịch chém giết chứ? Chỉ cần nhìn vào hiện tại, lực chiến của nhân đạo và tiên đạo đã gần tương đương nhau, nhưng tiên đạo vẫn còn một trận chiến khó khăn phải đánh, chiến lực của phương trận biến thái nhất, vệ sĩ thượng của vệ hồn Long Nhân vẫn chưa ai động đến. Câu Trần Đại Đế đã hiện về hình người, giờ khắc này vẫn đang ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Từ trên mặt ông ta tôi không nhìn ra nửa điểm có vẻ như muốn tham chiến nào, thần sắc của mộ dung nguyên duệ đã u ám đến cùng cực. Câu Trần không xuất chiến, phương trận vệ sĩ vệ hồn Long Nhân dù tiên đạo dốc hết vốn liếng thì cũng không thể chiến thắng. Lần đợi này đã qua rất lâu, Lâu đến núi cửu Lê Ma Long ở trung tâm tế đàn ám hắc cũng mất kiên nhẫn mà gầm nhẹ, phát ra tiếng cười nhạo. Tiên đạo nếu muốn thắng trận này, dưới tình huống câu trần không động đậy thế kia thì buộc phải tế xuất phong hồn chúng thần thượng cổ trong kiếm tử dĩnh, ngoài trừ cách này thì không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, phong hồn chúng thần thượng cổ lại là con át chủ bài của tiên đạo, cũng là chỗ dựa cho vị trí của tiên đạo ở thiên đình, hiệu lệnh chư thần. Nếu mộ dung nguyên duệ lúc này sử dụng át chủ bài này, cục diện thiên đình của tiên đạo sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn, Tương tự, khi đối mặt nhân đạo bọn họ cũng sẽ càng thuộc thế bị động hơn. Nhân đạo còn có bậc thầy là đổ mẫu nguyên quân tỏa chấn, chiến lực mạnh nhất mà tiên đạo có thể thể hiện chỉ có bắc cực tử vi đại đế. Tử vi đại đế không thể động, nếu không nguyên khí của chu thiên tinh đổ sẽ bị lung lay và mất cân bằng, chư thần trên bầu trời đều sẽ bị ảnh hưởng. Đáng tiếc mộ dung nguyên duệ không có lựa chọn nào khác, đã tử thương nhiều người như thế, cưỡi hổ khó xuống. Lúc này rút lui, trước không nói mất mặt, còn phải trái ý đi kết duyên với hạo thiên, liên thủ ứng phó loạn cục thiên đình. Sau khi câu trần đại đế hồi phục thương huyền thiên thì sức chiến đấu của ông ta đã không phân cao thấp với tử vi đại đế, với việc ông ta dẫn đầu, ngay cả khi mộ dung và hạo thiên kết duyên thì cũng khó mà ổn định cục diện thiên đình. Sai nhân lưỡng nan, khiến lòng thôi khó chịu vô cùng. Nhìn thanh kiếm lục tiên trong tay, nhớ lại chuyện xưa nghĩa cũ với cô ấy. Từ xưa đến nay nợ tình là khó trả nhất, huống chi mộ dung nguyên rễ có ân cứu mạng với tôi. Khi côn lôn chọn rể năm đó, là cô ấy đã dùng tinh hoa của long mạch để chữa lành vết thương trí mạng của tôi, lại dùng cỏ long diên kéo dài mạng sống cho tôi, đông hải xả thân giúp tôi chặn lữ thuần dương, ở quy khư khi chiến thần hình thiên bạo nộ cũng là cô ấy ra tay cứu giúp. Nghĩ đến đây, tôi đi tới trước mặt mộ dung nguyên duệ, nhìn vào trong đôi mắt u ám buồn bã của cô, nói trận này để ta giúp các ngươi vậy, chăm sóc tạo ẩn hộ ta. Một mình ngươi sao, mộ dung nguyên duệ hỏi, một mình ta là đủ rồi, nói xong, tôi cắm thanh kiếm lục tiên xuống đất. Muốn diệt phương trận 500 người thượng cổ phệ hồn long nhân, dựa vào thành tựu kiếm ý của tôi thì còn kém nhiều. Kiếm lục tiên cũng không thể dùng đến, tôi chỉ có thể tế xuất ba kiếm thai thượng cổ trong huyền quan mới có thể thắng trận này. Lữ Thuần Dương đang nhìn chằm chằm vào tôi, ông ta rất có khả năng nhân cơ hội để giết tôi. Tuy nhiên, nếu tôi không làm như vậy, đợi sau khi ông ta lấy được binh chủ chiến kỳ, thì tôi cũng khó thoát được tử kiếp. Tôi đi về phía phương trận thượng cổ phệ hồn long nhân, đứng trên diều huyết khí kích hoạt chúng, mở huyệt thần đình, tế xuất kiếm thai và bắt đầu tạo ra kiếm hải. Thần kiếm miểu miểu, ma kiếm thao thao, quỷ kiếm u u. Đây là lần đầu tiên tôi triệu tập ba kiếm hải trước mặt những người khác trong tam đạo. chương 781, kiếm đầy mặt đất một. Ma đạo tổ sư đã để lại quá nhiều chấn động cho đạo môn, nhưng cũng để lại quá nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Trong quan trấn hồn một bước đồng quy cùng trời đất, trông thì có vẻ hợp lý với thân phận của kẻ thua cuộc, nhưng giờ đây, sau khi ma đạo tái xuất, từng bước mở ra nước cờ được ma đạo tổ sư trước khi chết bố trí một cách tinh xảo, khó mà không để lại trong lòng mọi người một nghi vấn. Thiên đạo không ra tay thì ai lại có thể giết chết ông ấy được chứ? Vực tuyết côn lôn, một cuộn tranh gia thú đã để truyền thừa của Thái Cổ Nguyệt Ma lại cho ma đạo. Ở núi không minh, để lại cho ma đạo một tim ma thuần khiết cùng huyết mạch huyễn ma. Thiên trì núi trường bạch, để lại huyết mạch tổ long cho ma đạo. Đại miếu của giã tiên, một kiếm xuyên qua hoa hoàng cung. Trong quy khư, cơ duyên ông ấy để lại lại càng nhiều nữa thanh đế kiếm anh hùng nguyên phượng tổ sư gồm cỏ côn một đồng minh chiến lược trong trận chiến núi hạ lan tôi còn phát hiện ra rằng ông ấy còn để lại một yến tháp trên thế giới này những cơ duyên này nếu ma đạo tận dụng tất cả trong trận chiến phong thần năm đó thì liệu ma đạo sẽ thua không nhưng cuối cùng ông ấy cũng đã ra đi rời bỏ thế giới này không ai biết ông ấy nghĩ gì mọi suy luận về ông ấy đều không nghĩa lý gì Chính do ma đạo tổ sư quá cường đại, nên mới khiến đạo tổ như tôi đây trở nên quá yếu. Tôi như đóa hoa trong nhà kính, có đôi cánh của ma đạo tổ sư che chở, mới có thể từng bước dẫn dắt ma đạo tiến lên. Trước đây tôi thường xuyên dối rắm về điều này, chẳng lẽ có mỗi tôi mới gánh vác được trọng trách của ma đạo tổ sư sao, phải chăng khi đổi một người khác thì lại còn làm tốt hơn tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu được sứ mệnh thực sự của mình. Nếu coi ma đạo tổ sư là sự bắt đầu, thì tôi chính là kết thúc. Điều tôi muốn kết thúc không phải là ma đạo, mà là thiên đạo. Có mở đầu, có kết thúc, thì mới được xem là viên mãn. Tôi đã từng dùng kiếm khí cự long làm chấn động giã tiên ở vùng quan ngoại, cũng đã sử dụng hình kiếm khí của ma kiếm thao thao mà chém giết tứ phương. Sau đó, tôi lại lĩnh ngộ được 6 kiếm khí cự long và đánh bại tạ Lưu Vân, khoe khoang kiếm hải lúc đối đầu với đại quân mậu thổ của hiên viên đế khi ở quy khư đã hình thành nên vô vàn sát nghiệt. Tôi rút thanh kiếm anh hùng, lại giành được sự chấp thuận của ý chí thế giới quy khư nhờ vào lòng cô dũng của tôi khi trên đỉnh núi Bất Chu. Nhưng những điều này, không nâng cao năng lực cá nhân của tôi trong địa vị đạo môn, họ chỉ thấy rằng tôi có vô số cơ duyên, chỉ nhìn thấy mọi thứ mà ma đạo tổ sư đã dày công tính toán, gây dựng trong suốt cuộc đời của mình. Ngay cả khi tôi thoát khỏi kiếm tất sát của Lữ Thuần Dương, tất cả họ đều nghĩ rằng tôi ăn may nhờ thần binh. Mà hôm nay, tôi muốn một mình chiến đấu chống lại toàn bộ vệ sĩ thượng cổ Long Nhân trong phương trận phệ hồn tôi sẽ sử dụng ba tầng kiếm hải của mình để cho họ biết rằng không phải ai cũng có tư cách làm ma đạo tổ sư cũng không phải ai cũng có thể quản lý cờ chiêu hồn của ma đạo quỷ thần minh minh tự tư tự lượng khi kiếm hải thần kiếm bao phủ bầu trời phía trên phương trận của vệ sĩ thượng cổ long nhân lữ thuần dương đã cau mày lại thành tựu thần kiếm của tôi toàn bộ là do ông ta ban cho không có thanh kiếm mà ông ta giết tôi thì kiếm anh hùng tuyệt đối không thể tự sinh ra cảm ứng mà hình thành kiếm thai thần kiếm được Lữ Thuần Dương nhìn chăm chú vào kiếm thai thần kiếm treo lơ lửng trong kiếm hải, thân kiếm lỗ chỗ không hoàn chỉnh, nhưng nó đã bắt đầu có hình dạng, tăng lên cùng với thành tựu thần kiếm, kiếm thai sẽ dần dần tự hoàn thiện và cuối cùng là thành hình. Trong mắt ông ta không hề che giấu sự lãnh đạm cùng sát ý, bên cạnh đó, khóe miệng còn mang theo một tia châm chọc. Xét về thành tựu thần kiếm, ông ta vô song trong tam giới. Sau khi bố trí xong kiếm hải thần kiếm, tôi triệu hồi kiếm thai ma kiếm để bắt đầu thiết lập kiếm hải. Ma kiếm là thanh kiếm bản mệnh của tôi, tôi đã tích hợp một cách hoàn hảo đạo thất sát vào trong. Luồng hình kiếm khí trong ma kiếm của tôi là tự do nhất, dựa vào kiếm thai mà thi triển, kiếm khí tung hoành khắp không gian, toàn bộ cự long chi hoàn đều có thể cảm nhận uy lực sát phạt vạn vật của kiếm khí. Đồng thời, ma kiếm cũng là kiếm thuật nổi tiếng của Ma đạo tổ sư. Ở đây có rất nhiều lão tướng khi xưa, trong số họ có một vài người đã từng chứng kiến kiếm khí của Ma đạo tổ sư, cũng từng nghe về truyền thuyết của Ma đạo tổ sư. Vậy nên khi kiếm hải ma kiếm của tôi ẩn vào lòng đất, họ lập tức nghĩ đến vị đạo tổ của năm đó. Người tu hành trong tam giới không nhiều, sau ma đạo tổ sư, có thể tu hành ma kiếm đến cảnh giới này thì ngoại trừ tôi ra, thì cũng chỉ có Địa Tạng Vương Thiên Tôn ở dưới 18 tầng địa của Âm Ti. Địa Tạng Vương tu ma kiếm, thành tích của ông ta hẳn là cao hơn tôi. Địa Tạng Vương Thiên Tôn trấn thủ huyết hải phù đồ, trong huyết hải phù đồ lại có vô tận ác quỷ, sát khí tu la vĩnh viễn không mất, ngoại trừ ma kiếm thao thao một khi phát động thì không thể thu lại, thì cũng không có thần thông nào có thể ngăn chặn, đầy lùi chúng được. Ma kiếm của địa tạng Vương Thiên Tôn là truyền thừa từ sự chỉ dạy của cửu U Nữ Đế, dựa trên lực chiến mà tính, thì ma kiếm của ông ta cũng giống với thần kiếm của tạ Lưu Vân, sắp đạt đến cảnh giới địa thành viên mãn. Cái kiếm thái muốn kiểm nghiệm chính là sức chịu đựng của huyền quan, mặc dù địa tạng Vương có thành tựu ma kiếm cao hơn tôi, nhưng ông ta không có kiếm thai ma kiếm. Kiếm thai không phải lựa chọn tất yếu, cũng không có mấy quan hệ đến lực chiến, nhưng kiếm thai lại có thể tăng tốc độ tu hành, đây chính là đạo quả hằng mong muốn người tu hành. Triệu hồi kiếm thai thần kiếm đã khiến nhiều người kinh ngạc, sự xuất hiện của kiếm thai ma kiếm càng khiến nhiều người đứng hình. chương 782, kiếm đầy mặt đất hai. Kiếm thai không phải là một cơ duyên, mà là một biểu tượng của thực lực. Hai bào kiếm thai, cần một huyền quan như thế nào để làm được như vậy? Lữ thuần dương cao mày dữ dội hơn, ngay cả tây cực câu trần đại đế, người đang giả vờ nhắm mắt và thiền định, cũng phải mở mắt ra, ánh mắt đăm đăm nhìn lấy tôi. Sau khi bố trí xong kiếm hải ma kiếm, tôi bắt đầu triệu hồi kiếm thai quỷ kiếm. Ngay khi kiếm thai quỷ kiếm xuất hiện, toàn bộ đều như chết lặng. Rất nhiều chuyện đã từng nghe nói qua, đã từng suy đoán qua, nhưng một khi tận mắt chứng kiến thì lại là chuyện khác. Tôi có được thành tựu về quỷ kiếm, bởi vì ma đạo có Bắc Minh Tú, một chiến tướng quỷ kiếm cấp tông sư, bọn họ đương nhiên đoán ra được tôi thông hiểu ma kiếm nhưng bọn họ lại không ngờ rằng tôi lại ngưng tụ ra kiếm thai quỷ kiếm. Ở đây, ngoại trừ tạo ẩn ra, không ai ngưỡng mộ, có chăng đi nữa thì cũng chỉ là đố kỵ cùng sát ý. Thái cổ có ba kiếm đạo chính, tôi lại có bảo kiếm thai. Điều này cho thấy tiềm lực của tôi trong tương lai tuyệt đối không thua kém gì so với ma đạo tổ sư. Ba tầng kiếm hải hoàn thành, bày ra một thiên tôn tử địa trước mặt tôi, kẻ nào xâm nhập, dưới cảnh giới đạo tổ ắt chết. Tạ Lan, ta hỏi ngươi một câu được không? Tạ Lưu Vân hỏi. Nói, huyền quan của ngươi rốt cuộc lớn đến cỡ nào? Ta không biết, ngươi không biết, do là ta không nhìn thấy điểm tận cùng." Tạ Lưu Vân trầm mặc, huyền quan không có điểm tận cùng đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hầu hết những người có mặt. Trước đây tôi đã so sánh toàn bộ quy khư với huyền quan của mình và rút ra được kết luận rằng, huyền quan của tôi có thể còn lớn hơn quy khư. Nhưng đáng tiếc, cho dù huyền quan có lớn đến đâu, cũng không nâng cao được bao nhiêu chiến lực, bởi vì huyền quan của tôi quá trống trải, ngoài gió mát cùng trăng sáng thì chẳng còn gì nữa. Dù cho ba tầng kiếm hải của tôi đã khiến những người có mặt kinh ngạc một phen, nhưng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ chiến lược của tôi. Kiếm hải mơ hồ vô định, tất cả sát ý đều chứa trong thân kiếm không lộ ra bên ngoài. Họ không thể cảm nhận được rốt cuộc tôi đã ngưng tụ ra được bao nhiêu sát cơ hủy diệt trong ba tầng kiếm hải kia, chỉ thấy được uy mãnh kinh người của 500 vị vệ sĩ thượng cổ long nhân cấp bậc thiên tôn. Một khi tôi thất bại, tất cả người trong tiên đạo sẽ phải liều mạng giết địch, sau đó sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Tiên đạo chuẩn bị chiến đấu, Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hồi tứ đại phân thần ra. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến lên để kích hoạt toàn bộ phương trận thượng của phệ hồn long nhân, Mộ Dung Nguyên Duệ đột nhiên gọi tên tôi. Tôi quay lại nhìn cô ấy, Ngọc làm xương cốt, tuyết là da, dung mạo như tiên nhân, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Không cần như vậy, Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn tôi nói, ta không muốn thấy cô phải khó xử. Tôi nói, nói xong, tôi tiến lên nửa bước, dùng máu kích hoạt toàn bộ phương trận thượng của phệ hồn long nhân. 500 thượng cổ phệ hồn long nhân ngay lập tức khóa chặt sát cơ của chúng lên người tôi, giơ thanh song thủ cự kiếm với chi chít phủ văn đen trong tay, hướng về phía tôi mà giết. Kiếm của bọn họ có thể trực tiếp tập hợp thần hồn, chỉ cần bị họ tiếp cận thì sẽ chịu ảnh hưởng. Sát cơ như thể sóng biển, dâng trào vào ập về phía tôi, cố gắng nhấn chìm tôi. Thức thần cảm nhận được nỗi khủng hoảng này, run rẩy không ngừng. Chúng chiến tướng tiên đạo phía sau tôi còn khẩn trương hơn cả tôi thậm chí một số chiến tướng long tộc còn vì quá lo lắng mà hóa thân thành thần long. Tạ Uẩn kinh hãi mở to hai mắt, Mộ Dung Nguyên rủa cuối cùng nhịn không được cũng thay đổi sắc mặt. Tạ Uẩn là thực sự lo lắng cho tôi, về phần Mộ Dung, tôi không biết rằng cô ấy lo lắng cho sự sống chết của tôi hay là lo lắng cho nguy cơ mà tiên đạo phải đối mặt sau khi tôi chết. Đông Lâm Kiệt Thạch, Dĩ Quan Thương Hải, dịch nghĩa, đứng mỏm núi cao, trông ra biển rộng. Tôi giống với mỏm đá cao kia, cho dù biển động dữ dội đến thế nào, khi đối mặt với nguy hiểm mặt cũng không biến sắc tạ lưu vân từng nói rằng cái ông ta rất tán thưởng nhất chính là dũng khí của tôi thực ra tôi muốn nói với ông ta rằng dũng khí là thực lực không phải ai cũng có được dũng khí làm ma đạo tổ sư vệ sĩ thượng cổ vệ hồn long nhân di chuyển rất nhanh trong trước mắt tất cả bọn chúng đã bước đến phần giao nhau giữa ba tầng kiếm hải ngay sau đó tôi đã di chuyển tôi dẫn đầu lay động kiếm thai thần kiếm vào ngay thời điểm thái cổ hắc bạch giao nhau thì xuất kiếm kiếm hải thần kiếm nhẹ nhàng ụp xuống kiếm khí vô hình hoàn toàn xâm nhập vào trong phần giáp hộ thể của vệ sĩ thượng cổ thần kiếm phiêu giật không dấu vết kiếm khí thần kiếm giống như cơn mưa xuân theo gió lẻn vào màn đêm vậy vạn vật sinh sôi nảy nở kiếm hải thần kiếm không thể ngăn chặn cuộc tấn công của vệ sĩ thượng cổ vệ hồn long nhân thậm chí còn không thể đình trệ bọn chúng trong giây lát chúng dường như không hề hấn gì nhưng tôi biết rằng kiếm khí thần kiếm đã hòa vào máu của họ lặng lẽ ẩn nấp tiếp đó là kiếm hải ma kiếm kiếm khí được tạo ra từ lòng đất. Vẫn không có tiếng động, như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó là quỷ kiếm, kiếm khí quỷ kiếm nhập vào cơ thể, vệ sĩ thượng cổ long nhân cũng không có thay đổi, duy trì tư thế tấn công. Ba kiếm hải đều đã ập xuống, vệ sĩ thượng cổ phệ hồn long nhân vẫn tấn công tôi như vũ bão. Mọi người đều nghĩ rằng tôi đã thất bại, nhưng ngay khi vệ sĩ thượng cổ long nhân đầu tiên lao tới tôi, dơ thanh song thủ cử kiếm với phù văn màu đen trong tay lên, định chém về phía tôi cơ thể khổng lồ của nó đột nhiên vỡ vụn thần kiếm đã tan vào huyết mạch của chúng quỷ kiếm xuyên vào huyệt đạo của chúng mà kiếm lại trực tiếp phá hủy tất cả sinh cơ của chúng ba loại kiếm khí đồng thời bộc phát khiến cho vệ sĩ thượng cổ long nhân này ngay lập tức nát tươm hóa thành bụi trần khói đen tan biến lạch ạch thanh song thủ cự kiếm đầu tiên đã rơi xuống rồi thanh thứ hai thứ ba đợi khi khói đen tan đi hết mặt đất đầy kiếm nhưng không có người để trả lại một trận chiến đã tiêu diệt 500 thiên tôn, chương 783, anh Linh ngày trước một. Ba mảng kiếm hải, đã diệt sạch phương chậm 500 vệ sĩ thượng cổ phệ hồn long nhân cấp thiên tôn đương nhiên, những vệ sĩ long nhân cũng không thực sự là thiên tôn, chúng là nhờ vào địa thế đặc thù cùng với oán khí long hồn mới bộc phát ra lực chiến ngang với thiên tôn, nhưng mà chiến tích của tôi cũng làm rúng động những người có mặt tại hiện trường. Cả Lữ Thuần Dương và Câu Trần đều không bằng tôi, khúc tiên vũ nghề thường của mộ dung nguyên duệ cũng bị lu mờ sau trận chiến này tôi không còn phải ngước nhìn chúng thần nữa chiến đấu vẫn chưa kết thúc sau khi toàn bộ vệ sĩ thượng của vệ hồn long nhân bị tiêu diệt thì vệ hồn long vương tham gia trận chiến mắt rồng kinh khủng đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào tôi ngọn lửa thù hận hướng cả về phía tôi ngoài sự tức giận và sát khí tôi còn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của vệ hồn long vương màn trình diễn vừa rồi của tôi đừng nói là nó ngay cả cửu lê ma long cũng phải kinh ngạc một phen đáng tiếc Kiếm Hải cần thời gian thiết lập quá lâu, một khi quá trình bị gián đoạn, sẽ trực tiếp đả thương thần hồn của tôi, chỉ có thể sử dụng trong trường hợp có thời gian cố định, nếu không thì chỉ cần dựa vào ba mảng kiếm Hải thì tôi đã có thể đứng đầu tam giới rồi. Ba mảng kiếm Hải đã tiêu hao quá nhiều thần niệm cùng sinh cơ của tôi, tôi đã không còn cách nào để ứng phó với Phệ Hồn Long Vương đang từng bước một tiến về chỗ tôi. Tôi tưởng rằng Tiên Đạo sẽ phái người đến tiếp ứng cho tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng mình đã nhầm, nhầm to. Tứ Hải Long Vương bất động đắc kiều công chúa cũng không mảy may nhúc nhích, trung tướng của tiên đạo cũng không hề hấn gì. câu trần đại đế đứng trước mặt mộ dung nguyên duệ nhìn đăm đăm về phía cô ấy. đại đế có ý gì? mộ dung nguyên duệ hỏi. mà đạo tổ sư chính là kẻ địch của tam giới, người thân là tiên đạo tổ sư hẳn phải biết nên làm như thế nào. câu trần đại đế đáp. tạ lan vì tiên đạo chúng ta mà ứng kiếp, nếu như ta lạnh lùng bỏ mặc sự sống chết của hắn không quản, thì tôn nghiêm tiên đạo lại nằm ở nơi nào? lời của mộ dung đạo tổ như vậy là không đúng tạ lan kiêu ngạo không tự lượng sức là sống hay chết cũng là tự chuốc lấy huống chi tại cổ địa hoang mạc long môn hắn đã lên tiếng nói trước sống chết cũng không liên quan đến ai lữ thuần dương lớn tiếng nói đạo tổ tình thế trước mắt quả thực là một cơ hội tốt tạ lan bị vệ hồn long vương giết chết mà đạo cũng không thể trách cứ tiên đạo cái gì đạo bất đồng bất tương vi mưu tiên đạo không có trách nhiệm ra tay cứu lấy hắn giống như nhân đạo đã nói mọi chuyện đều là sự lựa chọn của bản thân hắn ta công chúa đắc kiều nói mộ dung nguyên duệ trầm mặc tôi có thể hiểu tình hình hiện tại của cô ấy cô là tiên đạo tổ sư tôi là ma đạo tổ sư sớm muộn gì chúng tôi cũng phải gặp nhau trên chiến trường nếu như bây giờ tôi chết ma đạo cũng không tìm được lý do khai chiến với tiên đạo bởi vì đây là lựa chọn của chính bản thân tôi quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm là người khôn ngoan thức thời biết bảo vệ bản thân là chính tôi đã tự đẩy mình vào ngõ cụt Điều quan trọng nhất là tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đã cắt đứt quan hệ nhân duyên, về công về tư thì cô ấy cũng không có lý do để ra tay. Huống chi, cho dù cô ấy muốn giúp tôi thì Câu Trần Đế cũng sẽ ngăn cản lại. Lữ Thuần Dương muốn giết tôi, Câu Trần Đại Đế cũng muốn giết tôi, nếu tôi bị phệ hồn Long Vương kết liễu, với họ mà nói thì quả là một kết cục tốt nhất, bởi không phải lo lắng ma đạo sẽ trả thù. Đối mặt với phệ hồn Long Vương từng bước tiến đến, bất kể nhìn thế nào, đều thấy tôi chỉ có con đường chết. Đúng lúc này, Tạ Uẩn đi tới và đứng bên cạnh tôi. Sư phụ, tôi đến giúp người. Tạ Uẩn nói, cô ấy cảm thương cho tôi, thay vì gọi tôi đạo tổ, cô ấy gọi tôi là sư phụ. Không cần, tự ta làm được, tôi đáp. Nhưng mà, người rõ ràng đã, đừng quên lời ta vừa nói, huyền quan của ta rất lớn, lớn đến mức nhìn không thấy tận cùng. Đạo tổ, người là muốn. Tạ Uẩn kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta muốn đánh cược một ván. Giống như lúc chúng ta ở cổ địa hoang mạc long môn đối phó vệ hồn long khôi, chỉ là lần này là dùng huyền quan của ta nói xong tôi xoa mái tóc ngắn của tạ uẩn ra hiệu cho cô ấy quay lại bên mộ dung nguyên duệ sau khi thể hiện uy lực của ba mảng kiếm hải tôi thu hồi kiếm thai vào lại huyền quan mặc dù thần niệm cùng sinh cơ của tôi khá thiếu thốn nhưng kiếm thai không những không mệt mỏi mà càng thêm lộ rõ tài năng những gì tôi sắp làm là những gì mà tạ uẩn đã làm năm đó mở thần đình dụ phệ hồn long vương vào huyền quan của tôi rồi dùng kiếm thai để giết nó để dụ được vệ hồn Long Vương thì phải bỏ ra vốn liếng, một mình thần hồn của tôi sẽ không bao giờ có thể dụ được nó, vì khi nó giết tôi, thì từ bên ngoài vẫn có thể nuốt trọn thần hồn của tôi, căn bản không cần phải mạo hiểm, tôi dùng mồi nhử là cờ chiêu hồn của ma đạo. Giờ phút này, thần đình của tôi mở ra, thức thần trốn vào trong huyền quan, đứng ở trước cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn này ghi lại ý chí của những anh linh đã hy sinh trong trận chiến của ma đạo, trong cờ chiêu hồn còn có đảo Kim Ngao, là quê hương chân không mà ý chí anh linh tưởng tượng ra cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Mà những gì tôi phải làm bây giờ là triệu tập ý chí anh linh từ cờ chiêu hồn ra đây, dùng làm mồi nhử để phệ hồn long vương tiến vào. Chương 784, anh linh ngày trước hai. Đây là chuyện mà tôi không hề muốn làm, họ đã chết vì ma đạo rồi, thực sự không nhẫn tâm phá hủy sự an yên của họ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu tôi chết thì cờ chiêu hồn cũng bị phá hủy, đến lúc đó thì hồn họ cũng không có nơi để trở về sau khi khai mở huyệt thần đình, tương đương với việc thiết lập mối liên hệ giữa huyền quan của tôi và thế giới bên ngoài, vệ hồn Long Vương có thể thông qua mối liên hệ này phát hiện ra động tĩnh bên trong huyền quan. Sau khi khơi dậy thành công sức mạnh chính của vệ hồn Long Vương, tôi bắt đầu ra sức vẫy cờ chiêu hồn ở huyền quan. Cờ chiêu hồn rừng dưng nặng chịu, cô động quá nhiều nỗi bi thương. Dung động nó cũng giống như rung động trái tim tôi, trong khi trái tim tôi quặn thắt, thì cơ thể của tôi đã nước mắt lã trã. Tôi đang đối mặt với vệ hồn Long Vương, những người phía sau lưng không thể cảm nhận huyền quan của tôi, họ không biết tôi đang làm gì, chỉ đơn giản là khó hiểu, vì sao tôi lại rơi nước mắt. Ngũ hành tùy ý nhậm ngã du, tứ hải chúng sinh giai hữu duyên. Hùng quan mạn đạn chân như thiết, vô danh cung nội tấn thiện ngôn. Đệ tử ma đạo, theo lệnh của ta, giàn trận. Thức thần của tôi trong huyền quan hét lớn, tựa hồ như nơi xa trường điểm binh. Chỉ là lần này thứ tôi điểm không phải người sống cũng không phải kẻ chết, mà là ý chí anh linh dũng cảm do đệ tử ma đạo chiến tử để lại. Ý chí lẽ ra vô tri vô giác, nhưng bởi tính chất đặc thù của cờ chiêu hồn nên vẫn còn giữ lại một chút thần thức. Sau khi hét lên những lời này, tôi cắm cờ chiêu hồn trên nền đất của huyền quan. Đột nhiên, bên trong huyền quan nổi lên cơn gió lốc, thổi đến cờ chiêu hồn ngược chiều gió mà bay lên phần Phật. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, Thất thải minh vương thiên tôn, một trong năm vị thiên tôn cao lớn anh dũng của ma đạo là người đầu tiên xé cờ bước ra. Thất thải Minh Vương Khổng Tuyên, chết trong trận chiến ở núi Hạ Lan. Thất sắc thần quang, được mệnh danh là không gì không giết được, đã tiêu diệt 8 vong hồn đại yêu cấp bậc thiên tôn trong một chiêu, giúp ma đạo nắm giữ cục diện chiến đấu ở núi Hạ Lan. Khổng Tuyên là vị tướng sát phạt đỉnh nhất trong ma đạo chiến lực của ông ấy còn xếp trên cả Bắc Minh Tú. Ngoài chiến lực sát phạt vô song ra, ông ấy còn là thiên tôn có thâm niên trong ma đạo, từ 3.000 năm trước đã lập nên chiến công lớn cho ma đạo tôi. Trong 3.000 năm thời đại mặt Pháp, ông ấy đã âm thầm chờ đợi 3.000 năm. Cái chết của thất thải Minh Vương đồng nghĩa với việc ma đạo tôi đã thiếu đi con át chủ bài mạnh nhất, từ đó về sau sẽ không còn thiên tôn của ngày trước canh giữ ma đạo của ngày hôm nay nữa. Trông thấy dáng vẻ uy nghi của thất thải Minh Vương, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đằng sau thất thải Minh Vương và tiếu ca thiên tôn, một thân hồng trang, nụ cười ngọt ngào với ánh mắt mông lung ngà say. Tiếu ca thiên tôn vẫn thân thiết như mọi khi, dựa vào người của thất thải Minh Vương, Nắm lấy tay ông ấy, cùng nhau đi ở vị trí trước nhất. Sau hai vị thiên tôn mạnh nhất là chúng chiến tướng mất đi ở khắp các chiến trường từ lúc Ma đạo bắt đầu khai chiến đến nay. Không phải tất cả các vị tướng đều được ghi chép lại, chỉ những trận chiến tôi tham gia, ý chí anh linh của họ có thể được hấp thụ bởi cờ chiêu hồn. Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy vợ chồng Bạch Hà Sầu trong số họ, cũng không thấy Hách Liên Phong Hậu, hậu duệ duy nhất của Hách Liên thiên tôn và Lưu Phong Vũ, vân vân. Núi Không Ninh, cổ địa Hàn Hoang, quan ngoại Núi Tiểu Bạch, Âm Sơn, Núi Bắc Minh Quy Khư, Núi Bất Chu, Núi Hạ Lan. Con đường trỗi dậy của ma đạo là được trải bằng xương, bằng máu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nhìn bóng dáng vô tận của bọn họ, tôi bật khóc, trong lòng tôi bao trùm bởi nỗi buồn vô tận. Hóa ra đệ tử ma đạo tôi đã chiến tử nhiều người đến vậy. Nước mắt tuôn như mưa, trong phút chốc không thể ngừng được. Sau khi trăm vạn ý chí anh linh giàn thành trận hình trong huyền quan của tôi, lòng tham của phệ hồn Long Vương đã đạt đến cực điểm Ý chí anh Linh trước khi còn sống dù mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút này đều vô cùng mỏng manh, bọn họ giống như những vệt sáng nối tiếp nhau, chỉ có hào quang tỏa sáng mà không còn chút chiến lực nào. Mặc dù như vậy, chút ý chí, thần niệm còn sót lại của bọn họ đối với vệ hồn Long Vương mà nói cũng là một loại mồi nhử rồi. Cuối cùng, vệ hồn Long Vương không thể chịu đựng được nữa, biến thành một luồng khí đen hùng dũng và vô tận ập vào huyền quan của tôi. Sau khi toàn bộ khí đen này đi vào huyền quan của tôi, tôi lập tức đóng huyệt thần đình, đồng thời thúc giục ba kiếm thai lên ứng chiến, tiêu diệt kẻ xâm nhập. chương 785, Ma Long thức tỉnh một Phệ hồn Long Vương vừa vào đến huyền quan của tôi liền lập tức hóa trở về hình rồng, khiến huyền quan của tôi xảy ra một trận trời rung đất chuyển, phát ra sát cơ hủy diệt. Kiếm thai của ma kiếm bay ra đầu tiên, đâm thẳng một kiếm về phía nghịch lân của nó. Thần kiếm và quỷ kiếm cũng nhanh chóng theo sau, ba kiếm tập hợp, cả huyền quan tràn đầy kiếm khí kích động tung hoành khắp nơi. Phệ hồn Long Vương vừa vào huyền quan liền biết rằng đã rơi vào bẫy, có muốn rời đi cũng đã không còn kịp nữa. Nó vừa hoảng hốt trốn tránh công kích của kiếm thai, lại vừa âm mưu phá vỡ huyền quan, nhưng lại phát hiện ra huyền quan của tôi căn bản không có điểm cuối, cho dù nó có năng lực phá vỡ hư không thì cũng không thể chạm được đến điểm giới hạn. Kiếm thai ở bên trong huyền quan tác chiến vô cùng uy mãnh, tự do tùy ý. Hàn quang chiếu ba ngàn trượng, soi tận cửu trọng thiên. Phệ hồn Long Vương vốn là âm vật, làm sao chống lại nỗi kiếm khí sát phạt của ba kiếm thai. Chỉ trong chốc lát nó đã bị đánh đến long lân khắp người văng ra từng mảng. Chiến đấu ở bên ngoài huyền quan thì ba kiếm thai có thể phát huy chiến lực cùng một nhịp thở với bản thân tôi, nhưng ở bên trong huyền quan thì chúng có thể tự tác chiến riêng biệt. Ma kiếm của tôi có tu vi cao nhất, vậy nên kiếm thai ma kiếm có thể xuất ra chiến lực thiên tôn đỉnh phong, tiếp theo là quỷ kiếm có chiến lực trí cường thiên tôn, cuối cùng là thần kiếm có chiến lực thiên tôn. Đến đó vẫn chưa hết, Ba kiếm thai có hình nhưng không có thật, bản thân nó lại mượn thiên thời địa lợi bên trong huyền quan, nên có thể linh động nhanh chóng chiếm hết sạch thiên cơ. Phệ hồn long vương liên tục gào thét căn bản không thể đã thương được bản thân kiếm thai, hoàn toàn bị kiếm thai đè đánh mà chẳng thể làm gì. Dù sao đây cũng là phệ hồn long hồn, có chiến lực thiên tôn đỉnh phong, vô số ngàn năm qua đi, không biết nó đã hấp thu bao nhiêu oán khí long hồn, giết trăm chân chết đi vẫn còn độc, dù kiếm thai có chiếm thế thượng phong thì cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó trong một thời gian ngắn. Phệ Hồn Long Vương bởi vì nổi giận nên càng ngày càng điên cuồng, nó biết rõ không thể nào thoát khỏi sự công kích của Kiếm Thai nên ngược lại dùng thần niệm hướng về Thức Thần của tôi. Chỉ cần tôi chết đi thì cả ba Kiếm Thai và Huyền Quan đều trở thành vật vô chủ, nó có thể thoát khỏi cái chết. Tôi không giống với Kiếm Thai, Thức Thần của tôi ở bên trong Huyền Quan căn bản không có được bao nhiêu uy năng, trừ phi có một ngày tôi hóa thân vì đạo, diễn hóa vạn vật, đem Thức Thần dung hợp với Huyền Quan, như vậy thì tôi cũng sẽ giống như ý chí của Quy Khư lúc trước vậy có thể làm chủ cả một thế giới huyền quan. Mà tôi cũng hiện tại đến cả địa chủ cũng không phải. Tốc độ di chuyển của phệ hồn Long Vương rất nhanh, chớp mắt đã đến ngay đến trước mặt tôi, cũng ngay tại lúc này, trăm vạn ý chí anh linh của đệ tử ma đạo đột nhiên cùng nhau gào thét lên, ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng đại quân trăm vạn ý chí anh linh trực tiếp phát ra quân uy, sát khí vùng lên. Thân hình vô cùng khổng lồ của phệ hồn Long Vương bị hạn chế trong nháy mắt, nó không thể nào đến gần thêm chút nào nữa. Cùng lúc đó, ba kiếm thai cũng được quân huy ảnh hưởng kiếm khí ngày càng sắc bén và hung hiểm hơn so sánh với nhau thì khí đen trên người vệ hồn long vương đang nhanh chóng tán loạn tiến không xong lùi chẳng được đợi đến khi long lân trên người nó hoàn toàn bị đánh bay hết thì vệ hồn long vương rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì âm thân nữa nó phát nổ âm âm bên trong huyền quan của tôi Hồn năng bị mặt đất bên trong huyền quan hấp thu còn mảnh vỡ thần niệm thì được ánh trang tinh lọc thành năng lượng tinh thần thuần túy giúp tôi chữa trị thần niệm đang gần như khô kiệt chỉ trong nháy mắt, thần niệm của tôi liền trở lại tràn đầy như ban đầu. Sau khi Vệ hồn Long Vương hoàn toàn bị tiêu diệt thì Ba kiếm thai quay trở lại tiếp tục lơ lửng ở phía trước cờ chiêu hồn. Trận chiến với Vệ hồn Long Vương này đối với Ba kiếm thai thì có không ít lợi ích, kiếm thai ma kiếm đã gần như sắp thành hình, mà quỷ kiếm và thần kiếm cũng mạnh hơn không ít. Ý chí trăm vạn anh linh của Ma đạo vẫn đứng tại chỗ như cũ, tôi từ biệt với bọn họ. Ý chí anh linh chỉ có một chút linh thức và những đoạn trí nhớ nhỏ, bị tàn phá trong bọn họ có rất nhiều người đã không còn nhớ tôi là ai nữa cũng không nhận ra tôi nhưng mà bọn họ vẫn luôn luôn ghi nhớ họ là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng ý chí anh linh của thất thải minh vương cũng giống như tu vi của ngài vậy vô cùng mạnh mẽ ngài có thể nhớ được rất nhiều chuyện bọn họ vẫn ổn chứ thất thải minh vương trầm mặc nhìn tôi một hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng hỏi bọn họ trong lời ngài chính là khương tuyết dương lâm thùy hỏa bắc minh tú lưu phong sương a lê chính là những chiến sĩ đã từng kề vai chiến đấu với ngài trong trận Hạ Lan Sơn, chính là mấy trăm vạn đệ tử ma đạo của tôi. Thức thần run rẩy nói chẳng nên lời, mà cơ thể của tôi ở bên ngoài thì nước mắt lại lần nữa đảo quang trọng rơi xuống. Bọn họ vẫn ổn tôi nghẹn ngào nói, sống có gì vui, chết có gì khổ. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng thất thải minh vương là người đầu tiên đi về hướng cờ chiêu hồn, sau đó trăm vạn anh linh đệ tử của ma đạo cũng theo ngài ấy cùng nhau đi vào cờ chiêu hồn. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, Thật lâu không nói gì cứ đứng lặng người ở đó. Chương 786, Ma Long thức tỉnh 2. Bọn họ đã chết, thân chết hồn diệt, những ý chí này chỉ có thể tồn tại bên trong cờ chiêu hồn, mãi mãi cũng không thể quay lại thế giới ban đầu. Thế giới của cờ chiêu hồn chỉ thuộc về ý chí anh linh, thần hồn không thể nào tiến vào. Lần trước tôi có thể đi vào được là bởi vì đã bị kiếm hồn của ma kiếm đánh tan linh hồn, cho nên cũng biến thành ý chí anh linh giống như bọn họ, mới có thể đi vào được một lần cũng nhờ lần đó tôi mới biết được trách nhiệm của đệ tử ma đạo điên cuồng đến mức nào họ vì ma đạo mà chết sau khi chết vẫn luôn luôn nhớ mãi không quên đối với tổ đình kim ngao đảo mị lực nhân cách cũng không thể nào ngưng tụ ra được loại lực lượng này cho dù là bản thân ma đạo tổ sư cũng không thể nào chinh phục được tất cả mọi người thứ ngưng tụ ra được loại lực lượng này chỉ có thể là giáo lý của ma đạo tôi chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài Đợi đến sau khi bóng dáng đệ tử ma đạo cuối cùng chui vào cờ chiêu hồn thì tôi nhìn thấy cờ chiêu hồn vẫn luôn trầm trọng đen kịt, bỗng nhiên xảy ra một chút biến hóa. Ở xung quanh chữ ma chính giữa lá cờ có một đóa hoa màu đỏ vô cùng kiểu diễm nở rộ. Mới đầu chỉ có một đóa, sau đó là ngàn đóa, vạn đóa. Mỗi đóa hoa nở rộ mang theo vết máu, ở trên cờ chiêu hồn nở thành một biển hoa. Thì ra đây chính là vạn thế thiên hồng. Sau khi mọi chuyện bên trong huyền quan đã ổn định trở lại, tôi cho thức thần quay về thân thể. Vừa mở mắt tôi liền nhìn thấy tạo ẩn đang dùng bàn tay trắng như tuyết đó lau vệt nước bên khóe mắt cho tôi, vẻ mặt trông vô cùng sầu lo. Tôi đột nhiên mở mắt khiến cho tạo ẩn hơi ngơ ngác, sau đó là vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Sư phụ tôi mỉm cười vuốt mái tóc ngắn của tạo ẩn, rồi nắm tay cô cùng đi về phía trận doanh tiên đạo. Sau khi diệt sát phương trận thủ vệ thượng cổ phệ hồn long nhân thì thần niệm của tôi đã cạn kiệt, sau đó ở bên trong huyền quan giết chết vệ hồn long vương, thì thần niệm của tôi đã nhanh chóng hồi phục lại thậm chí còn tăng lên. Sinh cơ bị mất đi cũng được ma tâm và phù tô chi phong chữa trị hoàn toàn trong lúc thức thần tôi nhập vào huyền quan. Sau khi tu vị đạt đến thiên tôn thì sinh cơ trong cơ thể có thể hồi phục rất dễ dàng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đạo thể thiên tôn, đạo thể thiên tôn cho dù không cần dùng bất cứ ngoại vật nào thì cũng có thể tự chữa trị, trừ phi bị thương quá nghiêm trọng. Thần niệm tràn đầy, sinh cơ giạt rào, sau khi tôi quay lại trận danh của tiên đạo thì chiến lực thậm chí còn mạnh hơn so với lúc trước khi chiến đấu không có ai biết được trên người tôi đã xảy ra chuyện gì trận chiến này xảy ra bên trong huyền quan bọn họ không thể nhìn thấy ba kiếm thai chém giết vệ hồn long vương cũng không thể nhìn thấy trăm vạn anh linh đệ tử ma đạo kết thành trận đỏ thắm bên trong huyền quan của tôi bọn họ chỉ biết rằng tôi không còn là một tạ lan yếu đuối dễ bắt nạt của lúc trước nữa mà đã chính thức trở thành ma đạo tổ sư một người chứng kiến qua vạn thế thiên hồng cái chết của phệ hồn Long Vương đã tuyên cáo rằng tất cả chiến lực bên trong vòng tròn cự Long ngoại trừ cửu Lê Ma Long ra thì đều đã bị diệt phong. Oan hồn cự Long là thủ vệ trung thành bảo vệ tế đàn hắc ám, nhưng đồng thời chúng cũng là xiềng xích trói buộc cửu Lê Ma Long, chỉ cần tất cả bọn nó đều chết đi thì cửu Lê Ma Long mới có thể đi ra khỏi bóng tối. Cửu Lê Ma Long chân chính hiện hình, xương sống trên lưng cứ như từng tòa núi màu đen, mỗi một miếng Long lân đều khắc dấu ân thuộc về thời đại nền văn minh cự Long. Mắt rồng đen thẳm đỏ tươi, giống như núi lửa địa ngục, khí tức thô bạo, căm hận. Miệng rồng chỉ hơi hé mở, dường như có thể nuốt mất một mảng thế giới bất cứ lúc nào. Mới đầu là hình thái bản long, theo sự co giãn thân thể của nó thì đã thành tư thế của chiến long. Sâu rồng như chui của chiến thương, đuôi cánh như một cái chiến trị chỉ có cự thần mới có thể sử dụng, một khi vung vẩy liền có thể phá nát hư không. Uy áp thần niệm do cửu Lê Ma Long phát ra khiến tôi ngay lập tức nghĩ tới con oán niệm cự Long bên trong chiến trường vạn tộc cổ ở Quy Khư. Tuy rằng thân hình của nó không to lớn khổng lồ như con oán niệm cự long kia nhưng mà sát cơ hủy diệt nó phát ra không hề thua kém con oán niệm cự long đó bao nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn. Con oán niệm cự long kia không có thật thể, hơn nữa oán niệm do nó ngưng tụ cũng không hoàn toàn dung hợp, nhưng mà cửu lê ma long thì không giống vậy, sự sa đọa của nó là do tự nó lựa chọn. Tự nguyện sa đọa khiến nó có thể ranh giới giữa sống và chết, cũng vì vậy mà nó nắm được áo nghĩa của sinh và tử. Mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, giống như hình thái vọng thiên hống của trí cường đạo tổ âm sơn lão tổ Trần Dương. Đáng tiếc là, vọng thiên hống còn có khắc tinh trời sinh là Thủy Kỳ Lân, mà cửu lê ma long trước mắt này lại không có khắc tinh, cũng không có đối thủ có thể chống lại nó. Muốn đánh bại nó chỉ có thể tập hợp tất cả mọi người cùng liên thủ chiến đấu, mà trận chiến này khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Đôi mắt tạo ẩn tràn đầy bi thương, bởi vì cô không còn nhìn thấy một chút vinh quang thủa xưa nào trên người cửu lê ma long. Cửu Lê Ma Long hiện tại từ đầu đến đuôi đều hiện rõ ra là ác ma, là kẻ diệt thế. Một khi nó diệt được chúng tôi quay về thế giới bên ngoài thì có nghĩa là một đại tai ương ập đến. Chương 787, bí mật động trời 1. Nơi cực hàn ở Cửu U, Thần Điện U Minh, Cửu U nữ đế sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi đại trận Lục Đạo Luân Hồi ở địa cung. Lần dự đoán vận mệnh vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thần niệm của cô ấy. Mạnh bà Thiên Tôn vẫn luôn chờ ở bên trong Thần Điện sau khi thấy nữ đế hiện thân liền vội vàng ninh đón nữ đế bệ hạ cần gì phải phí công phí sức vì tạ lan mạnh bà thiên tôn hỏi cô làm vậy không phải vì hắn nữ đế bình tĩnh nói không phải vì hắn vậy thì là vì ai mạnh bà thiên tôn lại hỏi trong tam giới người đáng giá để cô dùng tâm huyết suốt đời suy đoán từ đầu đến cuối chỉ có một người mạnh bà nghe thấy liền kinh ngạc trầm mặc một hồi lại hỏi nhưng mà không phải hắn đã hóa thân thành hy di đồng quy với thiên địa rồi sao nếu như không cảm giác được cờ chiêu hồn của ma đạo xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì ta cũng cho rằng hắn đã chết cửu u nữ để nói. Chuyện ngoài ý muốn gì? Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng năm đó ma đạo tổ sư tự tay tạo ra cờ chiêu hồn. Khi nghe nói hoa bỉ ngạn của minh giới có thể lưu giữ lại trí nhớ kiếp trước của con người còn lưu lại chấp niệm cả đời thì liền muốn vẽ hoa bỉ ngạn lên trên cờ chiêu hồn. Bởi vì cờ chiêu hồn cần phải thu thập ý chí anh linh của đệ tử ma đạo, mà những ý chí anh linh này sẽ không thể giữ lại được quá nhiều trí nhớ, Họ sẽ dần dần quên hết mọi thứ theo thời gian. Nên ma đạo tổ sư muốn dùng ma lực của hoa bỉ ngạn để giữ lại tất cả những thứ khi họ còn sống, để họ sau khi chết đi còn có thể nhớ lại. Hoa bỉ ngạn chỉ có ở minh giới cho nên ma đạo tổ sư liền đi đến bờ sông Vong Xuyên. Ở bên bờ sông Vong Xuyên ngài đã vô tình gặp được cửu U nữ đế. Vào lúc đó cửu U nữ đế vẫn chưa chính thức quản lý âm ti, thoạt nhìn chỉ giống như một thiếu nữ không giành thế sự. Mà ma đạo tổ sư khi đó thì vẫn bảo trì được trái tim thuở ban sơ không biết tình cảm bắt đầu từ đâu nhưng cứ thế mà sâu nặng dần, cửu u nữ đế đã yêu ma đạo tổ sư ngay từ ánh mắt đầu tiên. Sau khi biết được ý định của ma đạo tổ sư khi đến đây thì cửu u nữ đế nói với người rằng cô có thể giúp người thêu hoa bỉ ngạn lên trên cờ chiêu hồn. Ma đạo tổ sư nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đem cờ chiêu hồn của ma đạo giao cho cô ấy, sau đó hẹn gặp cô ấy ở trước đá tam sinh để lấy lại cờ. Chỉ một lá cờ chiêu hồn mà cửu u nữ đế phải thiêu suốt 7749 ngày mới thiêu xong. Sau khi thiêu xong, nữ đế trả lại cờ chiêu hồn cho ma đạo tổ sư. Sau khi ma đạo tổ sư nhận lấy cờ chiêu hồn nhìn thoáng qua, thì phát hiện bên trên đến một đóa hoa bỉ ngạn cũng không có, nhưng mà người ấy không hề hỏi nhiều thêm một câu chỉ yên lặng thu lá cờ vào. Tại sao người không hỏi ta? Cửu u nữ đế cảm thấy kỳ quái nên hỏi. Ta tin rằng cô nhất định đã theo rồi cửu u nữ đế nghe thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, bởi vì người ấy tin tưởng cô. Cô cúi đầu trầm mặc một hồi rồi lại thương cảm nói, ta hy vọng người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hoa bỉ ngạn mà ta theo trên cờ chiêu hồ tại sao. Ma đạo tổ sư hỏi, bởi vì nếu như có một ngày, người thấy được hoa nở, vậy thì chứng tỏ ma đạo của người đã có rất nhiều người chết. Khi kể lại câu chuyện cũ này thì trên mặt cửu u nữ đế hiện lên thần sắc vô cùng bi thương. Mạnh bà thiên tôn cũng nghe đến trong lòng không ngừng thổn thức, bản thân từng là thị nữ thiếp thân bên cạnh cửu u nữ đế, bà ấy có thể xem là người nhìn cửu u nữ đế từ nhỏ đến lớn, biết rõ mỗi một đoạn tâm sự của cô. Cũng chỉ có bà ấy mới biết được cửu u nữ đế yêu hắn sâu đậm và dứt khoát đến mức nào. Tình này thành tâm thật ý, có thể đánh tan kim thạch. Nữ đế bệ hạ nói đến chuyện cờ chiêu hồn của tạ lan xảy ra biến hóa, chẳng lẽ là hoa bỉ ngạn bên trên cờ chiêu hồn đã nở rồi. Mạnh bà thiên tôn hỏi. Không sai chẳng lẽ ma đạo tổ sư thật sự vẫn chưa chế thoa bỉ ngạn bên trên cờ chiêu hồn của ma đạo là do cô thêu cho người, cũng chỉ ở trong tay người mới có thể nở hoa. Nếu như người thật sự chết rồi thì hoa bỉ ngạn căn bản không thể nở được. Từ phúc từng vì tạ lan đoán chữ, mà tạ lan là điểm báo của kết thúc. Ma đạo bắt đầu từ người ấy và kết thúc từ tạ lan nếu như nói họ là hai người, cô căn bản không tin không, chuyện này không thể nào xảy ra được. Sợi tàn hồn cuối cùng của ma đạo tổ sư bên trong chấn hồn quan đã hoàn toàn tận diệt, không thể nào còn sống được. Mặt mạnh bà thiên tôn viết rõ năm chữ không thể tưởng tượng nổi. Có vài người muốn trùng sinh sau khi chết, sợi tàn hồn bên trong chấn hồn quan chẳng qua là thủ thuật che mắt, cái gọi là cửu long kéo quan cũng chỉ là một màn kịch diễn cho thiên đạo xem, người căn bản không chết. Mỗi một chữ mà Cửu U nữ đế vừa nói nếu như truyền đi đều khiến cả tam giới khiếp sợ, mặc dù là ở bên trong thần điện u minh bí ẩn nhất cũng đủ khiến mạnh bà thiên tôn chấn kinh, lục thần bất an. Chương 788, bí mật động trời 2. Ma đạo tổ sư căn bản vẫn chưa chết, ngài ấy vẫn còn sống ta vẫn không thể tin được tạ lan chính là ma đạo tổ sư trước đó mạnh bà thiên tôn nói. Đương nhiên hắn không phải, cũng giống như mộ dung nguyên duệ hiện tại cũng không còn là cửu thiên huyền nữ của trước kia vậy ta hiểu rồi. Ý của người là tuy rằng tạ lan có cùng một mệnh cách với ma đạo tổ sư nhưng cả hai đã không còn là một người nữa. Ma đạo tổ sư đã niết bàn rồi đúng vậy đối với cửu u nữ đế mà nói thì đây mới chính là chuyện đau lòng nhất người thì vẫn là người đó, nhưng mà đã có ký ức hoàn toàn mới, quan trọng nhất là người đó đã hoàn toàn quên mất cô nói như vậy thì phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cũng không hề chết đi. Mà cũng giống như ma đạo tổ sư vậy, đã biết bàn rồi. Mạnh bà Thiên Tôn lại hỏi, không, phá quân và tham lang đều đã chết rồi. Nếu mệnh bàn sát phá lang đều đồng thời niết bàn trùng sinh thì căn bản không thể giấu nổi thiên đạo. Cửu u nữ đến nói, sao hắn có thể cam lòng trơ mắt nhìn phá quân chết đi? Mạnh bà Thiên Tôn lại hỏi, cũng bởi vì người không nỡ cho nên mới tự phong ấn trí như Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn trùng sinh mới có thể khiến người quên đi đau thương. Người yêu phá quân nhưng người càng yêu ma đạo, càng yêu giáo lý ma đạo mà người để lại. Cửu U Nữ đến nói, loại nam nhân thế này đúng là quá vô tình rồi mạnh bà thiên tôn thở dài nói. Nhưng mà loại nam nhân thế này mới xứng đáng để phụ nữ yêu sâu đậm cửu U Nữ đến nói với vẻ sâu xa. Hai người trầm mặc một hồi, mỗi người đều có ý nghĩ riêng sau khi nghe cửu u nữ đế nói ra bí mật về hoa bỉ ngạn thì rất nhiều chuyện khiến mạnh bà thiên tôn cảm thấy hoang mang đều đã có đáp án. Những năm nay nếu nói đến việc khí số của ai mạnh nhất, cơ duyên của ai nhiều nhất, thì đương nhiên là tổ sư hiện tại của ma đạo tạ lan. Trước kia bà ấy vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được, cho dù ma đạo tổ sư có thủ đoạn thông thiên, tính toán hết tất cả mọi thứ cho hậu thế thì con đường kế thừa mà tạ lan đi tới này cũng thuận lợi quá mức rồi. Rõ ràng là vực sâu vạn trượng nhưng khi bước chân của Tạ Lan đạp lên lại giống như đang nhàn nhã dạo chơi. Bây giờ nghe Cửu U nữ đế nói mạnh bà Thiên Tôn mới hiểu được thì ra từ đầu đến cuối đều là hắn. Nếu như hoa bị ngạn bên trên cờ chiêu hồn của ma đạo không nở thì không biết đến bao giờ mới giải được cái cái bí mật động trời này. Hiện tại bà đã nghĩ rõ rồi, Cửu U nữ đế nhìn mạnh bà Thiên Tôn nói, đúng nếu như đã hiểu rõ rồi vậy thì để cô xóa bỏ ký ức hôm nay của bà được. Nói xong mạnh bà Thiên Tôn nhắm hai mắt lại để Cửu U Nữ Đế tùy ý duỗi ra một ngón tay dừng lại trên huyệt thần đình của bà ấy. Có một số chuyện liên quan đến vận mệnh, thiên cơ đến thiên đạo cũng không thể khống chế được, Cửu U Nữ Đế bởi vì tính toán ra đoạn thiên cơ này mà đã phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng mạnh bà Thiên Tôn sẽ không phản bội cô, thế nhưng những thiên cơ này tốt nhất vẫn không nên biết, một khi đã biết rồi sẽ nhận lấy vô số vận rủi vào người cửu u nữ đế dùng lực lượng của lục đạo luân hồi xóa đi trí nhớ hôm nay của mạnh bà thiên tôn từ nay về sau trong tam giới ngoại trừ cô thì không ai biết được bí mật động trời của ma đạo tổ sư qua một lát sau mạnh bà thiên tôn mở mắt ra ánh mắt sáng trong mang theo một chút hoang mang nghi hoặc thấy nữ đế đứng ở trước mặt bà ấy liền hỏi nữ đế bệ hạ cần gì phải phí công phí sức vì tạ lan những lời này bà ấy đã hỏi một lần hiện tại hỏi lại rõ ràng đã hoàn toàn quên đi những lời cửu u nữ đế vừa nói Cửu u nữ đế cũng không đáp lại bà ấy nữa mà chỉ phất tay bảo bà ấy rời đi. Bà quay về đi, cô có chút mệt sau khi mạnh bà thiên tôn rời đi thì cửu u nữ đế đi đến phía trước một tấm gương. Bên ngoài gương là cửu u nữ đế cao cao tại thượng, có một đôi mắt u minh lá chúa tể của âm ti, chiến lực mạnh nhất của tam giới. Bên trong gương là Phật gia của vương gia, thanh nhã lịch sử có một đôi tuệ nhãn như thủy tinh vỡ vụn. Phòng tròn cự cử long, cửu lê ma long đi ra khỏi bóng tối sát cơ hủy diệt từ trời giáng xuống bao phủ tất cả mọi người tất cả mọi người bao gồm lữ thuần dương và câu trần đại đế đều lộ ra vẻ mặt căng thẳng chỉ có tôi và tạo ẩn đứng ở phía sau đám người vẫn đang tự vẽ mặt quan sát tuy rằng chiến lược của tôi đã khôi phục về như ban đầu nhưng mà tôi sẽ không tham chiến ngay từ đầu dù là lữ thuần dương hay là câu trần thì bọn họ đều muốn giết tôi một khi cửu lê ma long bị giết thì tôi có thể gặp phải tử kiếp bất cứ lúc nào đạo tổ bọn họ có thể đánh thắng cửu lê ma long không? Tạo ẩn hỏi. Có thể. Tôi nói. Có phải sẽ có rất nhiều người chết hay không? Đúng vậy. Ai già. Nếu như không có trận chiến phong thần thì tốt biết mấy. Tạo ẩn có lòng từ bi, không nỡ nhìn thấy người của hai đạo nhân tiên lại bị tổn hại ở đây. Thiên tôn khó chứng, đại đạo khó tìm. Mỗi một người ở đây đều là niềm kiêu ngạo của đạo môn. Nếu như không có trận chiến phong thần thì cũng sẽ chẳng có ai chỉ vì một lá cờ binh chủ mà bất chấp sống chết. Đáng tiếc nhân gian có tình đau buồn bạc tráng mái đầu nhưng thiên đạo lại vô tình chẳng màng muôn dân tang thương. chương 789, năm giai đoạn Ma Long 1 Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lực của cửu Lê Ma Long đã đạt đến cảnh giới trí cường đạo tổ. Tình cảnh trước mắt khiến cho tôi nhớ đến lần trước tôi và bọn Thùy Hỏa cùng nhau quyết chiến Trần Dương, Trần Dương lúc đó cũng là trí cường đạo tổ. Chỉ là chiến lực của Ma Đạo lúc đó và hiện tại tranh lệch quá nhiều, nếu như không phải vì Thùy Hỏa có thân thể tử thần thì chúng tôi căn bản không có khả năng rằng co được với Trần Dương. Mà hai đạo nhân tiên hiện tại có lớp lớp thiên tôn, có loại tuyệt thế cao thủ thần kiếm đại thành như Lữ Thuần Dương, còn có dạng thần đế có uy tín lâu năm như Câu Trần Đại Đế. Hơn nữa còn có một đám chiến tướng thiên tôn, Cửu Lê Ma Long dù có biến thái đến mức nào đi nữa cũng không thể hoàn toàn diệt hết bọn họ. Biểu hiện của Tây Cực Câu Trần Đại Đế khiến tôi có chút bất ngờ ban đầu muốn hắn quyết chiến với phương trận thủ vệ thượng cổ phệ hồn long nhân thì hắn dùng lý do là thần niệm vẫn chưa hồi phục để tránh né không tham chiến mà hiện tại hắn không đợi mộ dung nguyên duệ phân phó đã trực tiếp hóa thành hình thú ứng chiến dựa theo ý chí chiến đấu hưng phấn mà hắn phát ra thì hắn nhất định có toàn tính đối với cửu lê ma long lúc trước tôi và tạ uẩn cũng đã từng thảo luận hắn tới nơi này chưa hẳn chỉ đơn thuần là vì muốn mượn khí thần long để chữa trị cho thương huyền thiên thương huyền thiên mặc dù sẽ làm cho chiến lực của hắn tăng lên nhưng mà dù sao đó cũng là vật ngoài thân không thể để cho hắn tăng tu vi lên đạo tổ được, hơn nữa còn vì nó mà đắc tội tứ hải long vương, chuyện này tính ra thì mất nhiều hơn được. Hiện tại nhìn thấy ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm vào cửu Lê Ma Long trong lòng tôi đã có suy đoán, thật ra tôi nên sớm nghĩ đến chuyện câu Trần Đại Đế đến đây là vì cửu Lê Ma Long. Trong truyền thuyết của đạo môn có nói rằng cổ địa Hoang Mạc Long môn có hai đại pháp bảo, đầu tiên là ma đao của Si vu thứ hai là binh chủ chiến kỳ của Si vu mà đó chỉ là đối với đạo môn, còn đối với yêu tộc mà nói thì cổ địa hoang mạc long môn còn có một phần cơ duyên vô cùng lớn khác, đó chính là trái tim của ma long. Trái tim của ma long hoàn toàn kế thừa được ý chí bất bại của Sivu, chiến ý hưng thịnh vang dội, chỉ cần tim không chết thì cho dù ma long có bị thương nặng đến mức nào cũng có thể dựa vào trái tim của ma long để tự chữa trị hoàn toàn. Khác với ma tâm của tôi là trái tim của ma long chỉ có hiệu quả đối với yêu tộc, bởi vì cửu lê ma long bản thân nó vốn chính là yêu. Trận chiến đấu với Cửu Lê Ma Long tổng cộng chia làm 5 giai đoạn, bởi vì Cửu Lê Ma Long sau khi sa đọa đã dung hợp uy lực thần thông của Tứ Đại Cự Long, 4 giai đoạn trước hoàn toàn là liên quan đến Cự Long, chỉ có giai đoạn thứ năm mới là uy năng của bản thân nó. Đầu tiên chính là giai đoạn của Hắc Diệu cửu Long, ở trong giai đoạn này Cửu Lê Ma Long sẽ có được lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, vạn pháp khó thương, vạn khí khó phá, đồng thời còn có được lực hủy diệt của cấp bậc đạo tổ. Trước khi bắt đầu chiến đấu thì Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đã đạt được một hiệp nghị, trước khi trận chiến đấu kết thúc thì hai đạo nhân tiên phải liên minh lại với nhau, tuyệt đối không thể sinh ra lòng hiềm khích. Bởi vì trận chiến này quá mức hung hiểm, một khi tình cảnh không thể khống chế được thì sẽ có nguy cơ sụp đổ toàn diện. Trong trận chiến lần này Tạ Lưu Vân hoàn toàn từ bỏ việc công kích, lục nhâm âm dương kiếm trong tay di chuyển liên tục để tìm kiếm điểm yếu của Hắc Diệu Ma Long cho Lữ Thuần Dương không thể tìm thấy được nhược điểm của nó thì không thể nào đánh bại hệ thống phòng ngự của hắc diệu ma long có công kích nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn cuộc chiến hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết trong giai đoạn thứ nhất lữ thuần dương phụ trách công kích tây cực câu trần đại đế phụ trách chọc giận và dẫn dụ hắc diệu ma long Dựa vào lực hủy diệt chấp trưởng vạn vật thắng lợi của Thương Huyền Thiên trong tay mà Câu Trần Đại để đã thành công chọc giận Hắc Diệu Ma Long khiến nó gắt gao đuổi theo không dứt. Hắc Diệu Ma Long có thân hình vô cùng khổng lồ, mỗi một lần công kích đều có uy năng hủy thiên diệt địa vì để kiềm chế động tác của nó mà một đám chiến tướng của hai đạo nhân tiên đều xuất ra hết tất cả mọi thủ đoạn ly hỏa kiếp lôi tôn giả quý thủy kiếp lôi tôn giả mậu thổ kiếp lôi tôn giả tiếp tục dùng lôi điện làm chậm lại thế công của hắc diệu ma long những người còn lại trong cửu đại hộ pháp thiên tôn cũng dùng toàn lực thi triển các loại thuật pháp thần thông bên phía tiên đạo thì đông hải long vương bị thương tổn thần hồn hiện tại phối hợp hỗ trợ ba vị long vương khác thi triển đại trận tứ tướng tỏa long mà mộ dung nguyên duệ lại triệu hồi tứ đại phân thần thêm một lần nữa dùng đạo chiến thần để thi triển tiên thiên ngũ hành trận muốn nhốt thân thể của hắc diệu ma long lại mặc dù không có thành công nhưng cũng có ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của hắc diệu ma long chương 790, năm giai đoạn ma long 2. trận chiến vô cùng thê thảm bắt đầu từ sức nặng uy áp không ngừng có người từ hai đạo nhân tiên bị trọng thương rút lui cho đến khi kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương đánh tại cùng một vị trí lần thứ 9 trên người Hắc Diệu Ma Long nổ tung thì mới hoàn toàn phá được hình thái phòng ngự của Hắc Diệu Ma Long. Không còn hình thái phòng ngự này nữa, câu Trần Đại Đế dựa vào Thương Huyền Thiên phát huy chiến lực trí cường đạo tổ một cách hoàn mỹ, diệt đến mức long lân của Hắc Diệu Ma Long bong chóc hết ra, thế không thể đỡ. Cứ ác chiến như thế sau khoảng một nén nhang thì Hắc Diệu Ma Long gào thét lên một tiếng đau đớn rồi quay trở lại bên trong bóng tối, đợi đến khi nó xuất hiện lần nữa, thì đã biến thành băng xương Ma Long. Cửu Lê Ma Long bước vào giai đoạn thứ hai, cuộc chiến thê thảm lại bắt đầu diễn ra. Trong trận chiến lần này, chiến tướng Long tộc của Tiên Đạo phát huy ra tác dụng chủ đạo, không tiếc vận dụng Long Châu bản mạng để hóa thành khí tiên thiên quý thủy hóa giải công kích từ tử vong xương giá có quy mô cực lớn của băng xương Ma Long. Bởi vì tử vong xương giá có ảnh hưởng quá lớn đối với việc cận chiến, cho nên trận lần này Tây Cực Câu Trần Đại Đế không còn tiếp tục tập trung thu hút sự chú ý mà là vòng ra phía sau băng xương cự Long ra tay công kích. Trong lúc chiến đấu đánh lui băng xương ma long thì Đông Hải Long Vương Ngao Quảng của tiên đạo bởi vì thần hồn bị thương một lần nữa mà từ trần. Ngao Quảng từ trần, khiến cho mộ dung nguyên duệ rơi lệ. Cô nhịn xuống nỗi đau thương cực lớn, đem Long Châu thuần tịnh mà Ngao Quảng để lại giao cho Đắc Kiều Công Chúa. Mà Đắc Kiều Công Chúa vốn đã trọng thương mất đi chiến lực cũng nhờ viên Long Châu này mà một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau này được Hạo Thiên Ngọc Hoàng sắc phong làm Đông Hải Long Vương mới. Trận chiến với băng xương ma long, tiên đạo đã tổn thất mất một đông hải long vương ngao quảng, nhân đạo cũng có một vị thiên tôn cùng cấp bậc ngã xuống, ly hỏa kiếp lôi tôn giả từ trần. Đến hiện tại ngũ lôi tôn giả dưới chướng đổ mẫu nguyên quân cũng chỉ còn lại ba người, canh kim kiếp lôi tôn giả đã quay trở về cổ địa hoang mạc long môn, còn lại ở đây hiện tại cũng chỉ có hai tôn giả mậu thổ và quý thủy. Sau khi giai đoạn thứ hai kết thúc, cửu lê ma long ngay lập tức tiến vào giai đoạn thứ ba, giai đoạn này mới chính thức bắt đầu giết chóc và hủy diệt. Cửu Lê Ma Long có được chiến lực trí cường đạo tổ sau khi hóa thân thành thị huyết Ma Long dùng tốc độ để trưởng thành thì sự giết chóc mà nó tạo ra đã không thể dùng chữ tàn nhẫn để hình dung được nữa. Dưới sự công kích tốc độ cực nhanh của nó thì đạo thể thiên tôn đã trở thành một tồn tại không chịu nổi một kích. Trong trận chiến đấu lần này nhân đạo đã mất đi hai người trong cửu đại hộ pháp thiên tôn, còn thêm cả mấy chiến tướng cấp cao của hàm cốc quan, bản thân tạ Lưu Vân cũng chịu một kích của thị huyết Ma Long, sinh cơ mất hơn một nửa. Đến cuối cùng, thì huyết cự long bị lữ thuần dương dùng thần kiếm công kích mạnh mẽ vào nghịch lân lại bị thương huyền thiên của tây cực câu trần đại đế đâm thẳng vào bụng tạo thành một vết thương lớn thì giai đoạn chiến đấu thứ ba mới xem như kết thúc giai đoạn thứ tư cửu lê ma long hóa thành vệ hồn ma long lần này trận chiến không diễn ra trên mặt đất mà là ở trên không trung vệ hồn ma long bay lên thân hình vô cùng khổng lồ che đậy hoàn toàn phía trên vòng tròn cự long mỗi người ở phía dưới đều cảm nhận được sự sợ hãi và uy hiếp từ thần hồn bởi vì phệ hồn ma long bay lên, nên ý đồ công kích của nó lập tức tiến vào trạng thái hỗn loạn. Đổi cách nói khác thì chính là nó đã không có mục tiêu công kích cụ thể nữa, mỗi một người đều có thể bị nó chọn chúng. Mà người bị chọn chúng, phía dưới thiên tôn thì khó tránh khỏi cái chết, phía trên thiên tôn thì bị tổn thương thần hồn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chu vi cả đời, dẫn đến đạo tâm tan vỡ. Ba loại hình thái của cửu lê ma long bị đánh bại liên tiếp ba lần, nó đã rời vào phẫn nộ cực độ, Phệ hồn Cự Long chính là hình thái bộc phát hung tính tàn nhẫn đến tận cùng nhất của nó. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một vị chiến tướng đẳng cấp cao của nhân đạo đã cứng ngắc toàn thân, thần hồn xuất khiếu mà chết. Dưới cái bóng bao phủ hết tất cả của phệ hồn Ma Long, mỗi người đều cảm thấy bất an, loại xui xẻo không xác định quấn quanh này rất dễ dàng kích phát ra sự sợ hãi trong nội tâm mọi người. Tất cả mọi người kể cả Lữ Thuần Dương và Câu Trần Đại Đế chẳng ai có thể chịu nổi tổn thương do phệ hồn Ma Long mang đến dù không chết thì cũng bị cào mất một lớp da thần hồn bị tổn thương có thể ảnh hưởng đến đạo tâm cũng có thể ảnh hưởng đến ý chí tu vi đạt đến cảnh giới như lữ thuần dương thì một khi kiếm tâm bị tổn hại thì đạo thần kiếm cũng đã đến điểm cuối lữ thuần dương tổng cộng bị chọn chúng hai lần trong hai lần công kích này đều có chiến tướng của nhân đạo chịu chết thay hắn mộ dung nguyên duệ của tiên đạo cũng bị chọn chúng hai lần nhưng mà cô ấy có đạo chiến thần bản tôn cháo đổi vị trí với phân thần sau khi hy sinh hai đại phân thần thì tránh được một kiếp Công kích của vệ hồn ma long có tính hủy diệt và không thể ngăn cản nhưng bản thân nó lại có năng lực phòng ngự rất yếu ớt. Sau khi hai đạo nhân tiên hy sinh tổng cộng 10 chiến tướng có đẳng cấp cao, trong đó có ba thiên tôn, thì cuối cùng nó cũng bị đánh rơi xuống khỏi không trung, một lần nữa trốn vào trong bóng tối tiến hành giai đoạn thứ năm. Giai đoạn thứ năm chính là bản tôn của cửu lê ma long. Hiện tại nó đã lộ ra bộ dáng giống như lúc vừa bắt đầu, cũng là hình thái chiến đấu biến thái hung tàn nhất của nó. Tuy rằng hai đạo nhân tiên đã đánh lui hết bốn dạng hình thái cự long của cửu lê ma long, thế nhưng bốn giai đoạn chiến đấu kia cộng lại cũng không nguy hiểm bằng bản tôn của nó, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì tất cả mọi người đều phải chôn thân ở đây. Sau khi thấy cửu lê ma long đi ra khỏi bóng tối một lần nữa, tôi liền rút kiếm nghênh đón, trận chiến này tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, tôi cược không nổi. Một khi hai đạo nhân tiên xảy ra sơ suất thì tôi và tạo ẩn đều phải chết ở đây. chương 791, trận chiến cuối cùng 1 sau khi chúng tôi lần lượt phá hủy bốn hình thái cự cử long, cửu lê ma long đã nhận thức bản thân đang rơi vào tính thế cận kề cái chết. Nó không vội vã lao vào tấn công, mà vẫn luôn đứng yên tại chỗ điên cuồng nâng cao ý chí chiến đấu của bản thân, đem cơn phẫn nộ và ý muốn hủy diệt trời đất hóa thành chiến ý hùng hậu. Lúc này đây hầu như tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm, run sợ nhìn chằm chằm cửu lê ma long. Khuôn mặt căng thẳng của mộ dung nguyên duệ trở nên nhợt nhạt, Sức mạnh hủy diệt khủng bố mà Cửu Lê Ma Long giải phóng ra bên ngoài khiến cô ấy hoảng sợ, lòng tham không đáy phản ánh qua ánh mắt của Tây Cực Câu Trần Đại Đế cũng khiến cô ấy đoán được phần nào. Đồng thời, Lữ Thuần Dương cùng Tạ Lưu Vân hợp tác ăn ý, cái nhìn như hổ rình mồi của nhân đạo đều khiến cô ấy thấp thỏm bất an. Liệu họ có thể đánh bại được Cửu Lê Ma Long hay không? Họ phải trả cái giá đắt đến cỡ nào? Sau khi thắng thì có thể thành công lấy được binh chủ chiến kỳ hay không? Bao nhiêu suy nghĩ rối tung rối mù khiến đầu óc của Mộ Dung Nguyên Duệ trở nên trống rỗng. Nếu như không lấy được binh chủ chiến kỳ, trận chiến nảy lửa của tiên đạo tại cổ địa Long Môn hoàn toàn là một thất bại thảm hại. Cho dù cô ấy đã dùng một khúc tiên vũ nghe thường tiêu diệt một phương trận của vệ binh thượng cổ băng xương Long Nhân, thì chiến tích đáng kinh ngạc này cũng không thể thay đổi hoàn cảnh khốn khó của cô ấy tại thiên đình tiên đạo. Thọ nguyên của Thái Ất Tiên Tôn không còn lại bao nhiêu, kiếm vô ngân là đệ nhất kiếm thần của tiên đạo, mộ dung nguyên duệ bắt buộc phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông ấy. Điều quan trọng chính là, đến tận thời điểm này mộ dung nguyên duệ vẫn không tra rõ nguyên nhân kiếm vô ngân chết thị huyết cự long của thần điện thủ hộ thị huyết tất nhiên rất lợi hại nhưng không thể nào mạnh đến mức đủ sức âm thầm ám sát một vị trí cường thiên tôn cho dù kiếm vô ngân xui xẻo gặp nạn thì với chiến lược ở trình độ của câu trần đại đế lẽ nào thật sự không thể giữ được mạng của kiếm vô ngân sao mộ dung nguyên duệ nghi ngờ cái chết thê thảm của kiếm vô ngân là một âm mưu được suy tính từ trước khả năng cao do lữ thuần dương ra tay nhưng kẻ đáng nghi nhất vẫn là câu trần. Nghĩ tới nghĩ lui, càng khiến tâm trạng của mộ dung nguyên duệ ngày một nặng trĩu. Cây thương huyền thiên của câu trần đại đế đã tu luyện thành công, thiên đình bây giờ, chỉ còn bắc cực tử vi đại đế mới đủ sức chấn áp ông ta, cửu thiên đáng ma tổ sư đã không còn là đối thủ xứng tầm của ông ta nữa. Từ lúc bước vào vòng tròn cự long đến nay, tiên đạo chỉ còn lại 11 vị chiến tướng cấp cao, phá phong thiên tôn hy sinh, kiếm vô ngân chết bất đắc kỳ tử, đông hải long vương ngao quảng thiệt mạng, Tây Hải Long Vương cũng đã tử trận khi đối phó với phệ hồn Ma Long, chiến tướng cấp cao của Long tộc chỉ còn 10 người sống sót. Những người ra đi đều là con cháu thuộc dòng chính của mộ dung Nguyên Duệ, là những thuộc hạ mà cô ấy tin cậy nhất. Cái chết của hai vị Long Vương khiến khí số Long tộc tiên đạo tụt dốc không phanh, có thể xem như vì tu luyện cây thương huyền thiên khiến khí số Long tộc tổn hại nặng nề, chiến lược tổng thể của Long tộc bị rơi xuống hàng thứ ba. Lỡ như dù đã phải bỏ công phí sức, nhưng cô ấy vẫn không lấy được binh chủ chiến kỳ, thì khi quay về thiên đình cô ấy làm gì còn mặt mũi nào đối diện với bắc cực tử vi đại đế nữa đây? Trước tiên đạo tổ sư mà cô ấy đảm nhận, lại làm sao xứng đáng với giao phó của Ngọc Hoàng đại đế? E rằng chỉ còn bước hy sinh danh phận, kết làm đạo lữ với thái tử hạo thiên, mới có thể ổn định thế cục hỗn loạn bất binh của tiên đạo hiện giờ. Tạ Lưu Vân cũng khổ não, 50 vị chiến tướng tài ba của nhân đạo, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20 người. Ly hỏa kiếp lôi tôn giả xuống suối vàng, ất mộc kiếp lôi tôn giả tử trận, thiên sư tả từ hy sinh oanh liệt, thiên sư hứa tấn thiệt mạng, nằm trong số 9 vị hộ pháp thiên tôn vĩ đại đã qua đời. Tiền thiên tôn vừa ngã xuống, giả thiên tôn khác nối gót đi theo, trong bốn giai đoạn chiến đấu với cửu lê ma long, binh thiên tôn và đầu thiên tôn bị rút cạn thần hồn chết trên tay phệ hồn ma long. Chiến binh thiên phong liều mình đứng lên phía trước đã hy sinh anh dũng, chín vị đại hộ pháp thiên tôn tài ba của nhân đạo giờ đây chỉ còn lại bốn người, trong đó hai người quay về cổ địa hoang mạc long môn là hành thiên tôn, Lâm Thiên Tôn và hai người bằng lòng ở lại nơi này là giả Thiên Tôn và tại Thiên Tôn. Tuy rằng chiến lược của chín vị đại hộ Pháp Thiên Tôn không quá lợi hại, nhưng đã từng đứng trong hàng ngũ quan trọng không thể thiếu của đội quân sát phạt nhân đạo. Sau khi đoạt được linh hồn cung công, đại quân nhân đạo đã không còn thiếu tinh thần chiến đấu, nên sự hiện diện của chín vị đại hộ Pháp Thiên Tôn mới giảm đi đáng kể. Nhưng cho dù như vậy, sự ra đi của năm vị hộ Pháp Thiên Tôn vẫn là đả kích nặng nề mà nhân đạo không thể chấp nhận được chương 792, trận chiến cuối cùng 2. Chiến ý của Lữ Thuần Dương không bị thuyên giảm, ánh mắt lạnh lẽo lường cửu Lê Ma Long. Liên tiếp trải qua mấy trận đấu sinh tử, và sự phối hợp đỉnh cao giữa ông ta và Tạ Lưu Vân, giúp trình độ thần kiếm của ông ta lại có thêm thành tựu mới, cách cảnh giới hóa thành kiếm càng gần thêm một bước. Trước kia ông ta hấp thụ lòng dũng cảm bên trong kiếm thanh sách nhưng lại thất bại trong việc hóa kiếm, bỏ lỡ cơ duyên hiếm có, nhưng mà đối với ông ta thì đây không phải việc gì quá to tát ngược lại càng thêm củng cố kiếm tâm của ông ta tôi chắc chắn sau khi kết thúc trận chiến này lữ thuần dương sẽ nâng cấp thực lực lên cảnh giới đạo tổ cảnh giới đạo tổ không chỉ mỗi chiến lực của ông ta còn bao gồm cảnh giới thần niệm và sức mạnh thể chất của ông ta chỉ cần đợi đến khi thành công hóa kiếm ông ta có thể trực tiếp thoát khỏi sự o bế của hệ thống tu hành do đạo môn tạo ra vượt qua tổ sư đạo đức thiên tôn của nhân đạo sở hữu chiến lực trí cường đạo tổ Tinh thần chiến đấu của câu trần đại đế cũng dâng cao, thương huyền thiên lan tỏa thần uy, giúp chứng minh sức mạnh chiến đấu ở cảnh giới trí cường đạo tổ của ông ta. Lúc này đây, ánh mắt sắc bén của ông ta như muốn thiêu đốt cửu lê ma long, âm thầm mưu tính đoạt lấy ma long chi tâm. Một khi ông ta lấy được ma long chi tâm, e rằng dù là bắc cực tử vi đại đế cũng không đủ khả năng tiếp tục đe dọa đến ông ta nữa. Giải thích ma long chi tâm nghĩa là trái tim của ma long. Hết giải thích, bản thân câu trần không đạt đến cảnh giới đạo tổ, chiến lực của thương huyền thiên phát huy toàn diện cần phải dùng thủ đoạn và bước sang một cảnh giới nhất định vì thế tuy hiện giờ ông ta bạo phát ra chiến lực trí cường đạo tổ nhưng trong chiến đấu thực tiễn vẫn chưa phải là đối thủ ngang tài ngang sức với bắc cực tử vi đại đế cũng không sánh bằng đầu mẫu nguyên quân bắc cực tử vi đại đế hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đạo tổ sở hữu pháp lực thần thông vô biên với lại bắc cực tử vi đại đế quản lý các tinh quân bao nhiêu năm nay Át hẳn tự có cách giúp phát huy tối đa sức mạnh chiến đấu của bản thân nhưng mà nếu như bây giờ để mặc cho câu Trần Đại Đế chiếm được Ma Long Chi Tâm thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Ma Long Chi Tâm có thể hỗ trợ câu Trần Đại Đế có được yêu thân hoàn hảo tựa hồ đạt tới cảnh giới bất tử siêu phàm, thậm chí sánh ngang với thân thể bất tử của Thùy Họa. Khác với thân thể bất tử ở chỗ, khả năng hồi phục của Ma Long Chi Tâm khá chậm chạp, tốn một khoảng thời gian nhất định, mà Thùy Họa hấp thụ hồn năng nên có thể tùy ý chữa trị cơ thể chỉ trong trước mắt. Tử thần trung quy vẫn người có chỗ đứng trong thái cổ minh giới, trước mặt tử thần, Cửu Lê Ma Long chẳng qua chỉ là sinh vật nhỏ bé thấp kém mà thôi. Việc Câu Trần đại đế lấy được Ma Long chi tâm sẽ gây bất lợi cho Mộ Dung Nguyên Duệ, đối với Ma đạo chúng tôi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nữ Oa xem Ma đạo là kẻ thù không đội trời chung, nếu như Câu Trần và Nữ Oa thông đồng với nhau thì tương lai nhất định cũng là tử thù của Ma đạo chúng tôi. Ngay sau đó tôi cầm kiếm đi đến bên cạnh Mộ Dung Nguyên Duệ, dùng thần niệm truyền âm nói, mục tiêu của Câu Trần là Ma Long chi tâm. Tôi đã biết rồi mộ dung nguyên duệ thờ ơ trả lời tôi tuyệt đối không thể để câu trần lấy được ma long chi tâm tôi nói đủ sức ngăn cản ông ta không mộ dung nguyên duệ nói phải thử mới biết sau khi kiếm vô ngân chết tôi vẫn luôn đoán giả đoán non nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy vừa mới đây tôi đột nhiên hiểu rõ một chuyện là chuyện gì tôi nghi ngờ câu trần đại đế và lữ thuần dương đã thương lượng với nhau trong thần điện thủ hộ thị huyết thứ mà câu trần muốn là ma long chi tâm còn cái mà lữ thuần dương muốn là binh chủ chiến kỳ mà cái chết thức tưởi của kiếm vô ngân chính là dấu mốc của bản thỏa thuận ấy. Ý của cô là chính câu Trần Đại Đế đã giết chết kiếm vô ngân. Tôi sừng suốt hỏi, nếu như không phải ông ta ra tay giết kiếm vô ngân, chắc chắn không thể chiếm được lòng tin của Lữ Thuần Dương. Tạ Lan, tôi hiểu ý của anh, chỉ e là anh không thể giúp tôi lấy được binh chủ chiến kỳ rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ thở dài thất vọng nói, có một số chuyện, chưa đến cuối cùng thì sẽ không thể nói trước được kết quả đâu. Tôi an ủi cô ấy đã không còn cơ hội nào nữa, câu trần còn có con át chủ bài chưa lấy ra. Con át chủ bài nào? Phục Hy có 8 món bảo bối, chắc chắn không thể có chuyện chỉ để lại cho ông ta mỗi một cây thương huyền thiên. Còn cụ thể là cái gì, đợi một chút anh sẽ hiểu thôi. Ngay lúc tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ kết thúc buổi giao lưu bằng thần niệm, thì ý chí chiến đấu của cửu Lê Ma Long cũng gia tăng đến cực điểm. Nó không hành động, thì không ai có gan dám tùy ý ra tay. Tuy rằng câu Trần Đại Đế cũng có thể bùng nổ chiến lực trí cường đạo tổ, nhưng mặc kệ ông ta có cơ thể cứng cáp hay là áp lực thần niệm đáng sợ đến đâu, đều mãi mãi không thể bằng Cửu Lê Ma Long. Cảnh giới không thể thay thế vị trí cho chiến đấu thực tiễn, sức mạnh cũng chẳng có chuyện nhờ vào mỗi chiến lược. Mắt rồng của Cửu Lê Ma Long quan sát xung quanh quảng trường Cự Long chi hoàn, không có ai dám nhìn nó. Tôi nghĩ, cho dù Yến Tháp có mặt ở đây, hóa thân thành thủy kỳ lân cũng không phải là đối thủ của Cửu Lê Ma Long. Nếu như đây là cửu lê ma long trước khi xa ngã thì chắc chắn nó đánh không lại thủy kỳ lân mang cấp bậc đạo tổ, nhưng mà sau khi cửu lê ma long xa ngã đã vượt qua ranh giới sống chết, hấp thụ được năng lượng tà ác xấu xa từ trong oán khí của linh hồn cự long. Nó là thứ biến chất khê tởm, nói nó là thứ mang lại đại họa diệt vong cũng không ngoa. Gào, cửu lê ma long gào lên một tiếng gầm phẫn nộ, âm thanh vang vọng cả quảng trường cự long chi hoàn, mang theo sức mạnh làm chấn động cả thần hồn. Tiếp đó, nó lê bước chân nặng tựa ngàn cân rồi tấn công câu trần đại đế đang đứng ở phía trước. Ma thân đáng sợ chưa từng thấy, mỗi một miếng vảy rồng đều phản ánh sức mạnh hủy diệt vô tận. Cửu lê ma long nhào về phía câu trần đại đế, giơ cao chân phải đạp mạnh xuống. Câu trần đại đế không dám liều mình chặn đòn, vội vã tránh né, nhưng mặc kệ ông ta chạy đến chỗ nào, cũng không thoát khỏi móng vuốt khổng lồ của cửu lê ma long, bởi vì khí cơ của ông ta đã bị cửu lê ma long khóa lại rồi. Nếu như câu trần bị đánh trúng, thì trận chiến này càng không có cơ hội chiến thắng nữa. Thấy thế, tôi và Lữ Thuần Dương cùng nhau ra tay. Lữ Thuần Dương bạo phát kiếm khí thần kiếm thẳng tay chém đứt vuốt rồng chưa chạm đất của cửu Lê Ma Long, mà tôi tụ khí triệu hồi sáu con cự long kiếm khí muốn thử bao vây nó. Kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương lợi hại đến cỡ nào, thế nhưng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể chém đứt một ngón chân rồng, máu ma long đen ngòm bay tung tóe, còn cú vung xuống của vuốt rồng không hề suy giảm. Lúc này đây, sáu con cự long kiếm khí của tôi hung hăng lao tới dưới móng vuốt rồng nhưng chúng còn chưa kịp bộc lộ sức mạnh đã bị cửu lê ma long phản kích toàn bộ kiếm khí đã bị dẫm nát thành từng mảnh nhỏ tôi há hốc mồm kinh ngạc sức mạnh hủy diệt này đã vượt xa những gì tôi tưởng tượng sắc mặt của câu trần đại đế trở nên căng thẳng ông ta tự biết khó thoát khỏi vuốt rồng đành quyết đoán lấy ra một vật từ trong thần đình vật này mới đầu to chỉ bằng bàn tay sau khi phóng ra bên ngoài liền biến lớn rất nhanh đã hóa thành một tấm khiên màu đen có bán kính rộng vạn trượng, che chắn phía trên câu trần đại đế. Sách Lạc Quân, Mộ Dung Nguyên rể kể về nguồn gốc xuất xứ của vật này. Sách Lạc Quân là một trong tám bảo vật của Phục Hy, truyền thuyết kể rằng nó được chế tạo từ mai rùa của con huyền quy đầu tiên trên thế giới, chứa chấp phương hướng của vạn vật. Sách Lạc Quân có sức mạnh phòng thủ vững chắc nhất, không một ai có thể xuyên thủng nó. Vuốt rồng vung xuống, tàn nhẫn đập mạnh vào Sách Lạc Quân. Chỉ nghe một nổ ầm ầm, Vút rồng và sách lạc quân va chạm vào nhau tạo ra năng lượng hủy diệt đánh vỡ không gian, bẻ cong ánh sáng. Gào, thấy dùng một đòn không đủ phá hủy sách lạc quân, cửu lê ma long hét lên một tiếng, sau đó vuốt rồng lại đánh phủ đầu liên tiếp 9 lần. Cuối cùng tại lần thứ 9, sách lạc quân đã nổ tung, ánh sáng chói lóa lan rộng ra khắp nơi, biến thành từng lớp bụi xương rùa. Sách lạc quân một trong 8 món bảo vật của phục hy cứ thế mà bị hủy hoại trong chớp mắt. May thay, Việc sách là quân bị phá hủy giúp câu Trần Đại Đế thoát khỏi hiểm nguy cận kề, biến phẫn nộ thành sức mạnh, chủ động tấn công, dùng thương huyền thiên chém đứt vuốt rồng kia. Thương huyền thiên được chế tạo sắc bén như lưỡi liềm, thân cây thương vừa hay kẹt ngay giữa ngón đốt thứ hai của vuốt rồng. Câu Trần Đại Đế hét to một tiếng, chiến lực thương huyền thương bùng nổ, thẳng tay chém đứt hai ngón chân rồng. Cửu Lê Ma Long gào thét đau đớn, hét lên tiếng gầm chứa đầy cơn phẫn nộ, phun ra một ngụm hắc diệm long tức tấn công Câu Trần Đại Đế giải thích hắc diệm long tức nghĩa là hơi thở lửa đen của rồng. Hết giải thích, hắc diệm long tức do hồn hỏa hóa thành, có thể thiêu cháy máu thịt của toàn bộ sinh vật sống. Câu Trần Đại Đế nghiêng người luồn lách qua lại, thoáng chốc tránh được đòn tấn công. Hắc diệm long tức chút xuống mặt đất được lát hắc diệu thạch, trong chớp mắt hắc diệu thạch đã bị nung chảy. Giải thích hắc diệu thạch còn được gọi là đá vỏ chai. Hết giải thích, thần kiếm phiêu diêu, lữ thần dương hét to một tiếng, không tiếp tục giải phóng kiếm khí ra xa, thay vào đó trực tiếp cầm kiếm đâm vào bên sườn. Ma kiếm cuồn cuộn, tôi cũng ngay thời khắc đó, dùng kiếm lục tiên tấn công dồn dập vào phía đối diện. Tiếp đó, tàn quân của hai đạo nhân tiên tập trung toàn bộ sức lực tiến công, mượn việc câu Trần Đại Đế tác động đến sát khí của Cửu Lê Ma Long, tất cả ra sức liều mạng nhào đến giết Cửu Lê Ma Long. Chương 793, Ma Long chi tâm 1. Trận chiến lần này vô cùng khốc liệt, máu chảy thành sông, hồn bay phách tán. Bất kể có là tu sĩ đạo môn đã thanh tu suốt mấy ngàn năm, hay là thần minh đã nổi danh từ xưa có thần vị trên người, thì cũng chỉ là một kẻ bỏ mạng đáng thương trong trận chiến này. Lữ Thuần Dương không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo như thường ngày, Tạ Lưu Vân cũng chẳng có chút phong thái quân tử. Đắc Kiều công chúa như một con quỷ điên loạn, mộ dung nguyên duệ cũng không còn giữ được khí chất bình đạm của cô tạ tiên nhân. Sự tàn khốc của trận đấu đều đang thử thách ý chí kiên định của mỗi người cửu lê ma long ngoài trừ lực phòng ngự vững chắc không thể công phá và sức mạnh hủy diệt khiến trời đất quay cuồng ra còn có thêm một thần thông công kích linh hồn giống hệt như một cơn ác mộng kinh hoàng chính là lời nguyền sợ hãi một khi phát hiện ra có người bị nỗi hoảng sợ bao trùm tâm trí cửu lê ma long ngay lập tức sẽ hạ lời nguyền sợ hãi thẳng tay hủy hoại thần hồn của người đó lời nguyền sợ hãi là vô thuật thần thông bị cấm của tộc cửu lê do ma quân si vưu sáng tạo ra đã sớm thất truyền từ lâu truyền thuyết kể rằng lý do si vưu có thể trăm trận trăm thắng, xông vào đại quân như đi dạo ở trốn không người, hoàn toàn nhờ sức mạnh công kích linh hồn kỳ dị khó lường của lời nguyền sợ hãi. Chỉ cần kẻ địch tỏ ra sợ sệt trước mặt ông ta, ngay lập tức sẽ tàn thành mây khói, cái danh ma quân của si vưu cũng bắt nguồn từ đây. Chính vì thứ lời nguyền đáng sợ này, vì vậy nên mọi người mới bày ra tư thế liều mạng chém giết, không màng sống chết quyết tử chiến cùng cửu lê ma long. Bởi vì một khi trong đầu nảy ra ý định muốn bỏ chạy, trong trước mắt sẽ bị dáng lời nguyền. Trận chiến khốc liệt kéo dài miên mang, bốn giai đoạn chiến đấu với Cửu Lê Ma Long đã tiêu hao quá nhiều nhuệ khí của hai đạo nhân tiên, thần niệm của nhiều người sớm đã cạn kiệt, bây giờ chỉ đành thiêu cháy thần hồn để tiếp tục chiến đấu. Vốn dĩ nhân đạo không đủ 20 vị chiến tướng cấp cao giờ đây đã giảm xuống còn 13 người, và vẫn tiếp tục trong tình trạng sụt giảm. Tiên đạo còn thê thảm hơn, tính luôn Mộ Dung Nguyên Duệ và Câu Trần Đại Đế thì nội bộ chỉ còn 7 người sống sót. Trận đấu vẫn cứ tiếp tục diễn ra, hầu như người người đều đã thọ thương. Lữ Thuần Dương toàn thân chẳng chịt vết thương, kiếm thanh sách trong tay cũng nhuốm đầy máu tươi. Trình độ sử dụng thần kiếm đã đạt được thành tựu viên mãn, giúp mỗi đòn tấn công của ông ta đều khiến kiếm khí bùng nổ, nhưng cho dù dồn hết sức, cũng phải mất vài đường kiếm mới có thể đánh trúng vảy rồng của Cửu Lê Ma Long. Ma kiếm của tôi tuy rằng vẫn chưa hoàn thiện, nhưng ma kiếm là vũ khí điên cuồng nhất, kết hợp với đạo thất sát, giúp kéo dài thời gian chiến đấu của ma kiếm, kiếm khí càng lúc càng trở nên bất khả chiến bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nói trong thái cổ tam kiếm, ma kiếm thích hợp dùng trong chiến đấu nhất. Khi chiến đấu tôi thường chỉ dùng ma kiếm, ma kiếm của tôi đã sớm tiếp cận đến cảnh giới hoàn hảo, chiến đấu với cửu lê ma long chính là cơ hội tốt nhất để rèn luyện kiếm thai của ma kiếm. Bốn đại phân thần của mộ dung nguyên duệ đã triệu hồi liên tục hai lần, sắc mặt cô ấy ngày càng tái nhợt mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng vẫn cố nghiến răng đứng vững. Cho đến khi cận kề cái chết cô ấy tuyệt đối không chịu sử dụng vong hồn của thần thượng cổ bên trong kiếm tử ấp. Thần thượng cổ là con át chủ bài mạnh nhất của tiên đạo trong trận chiến phong thần, nên tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng nó trước khi trận chiến phong thần nổ ra. Bởi vì vong hồn của thần thượng cổ chỉ có thể triệu hồi một lần duy nhất, nó được định sẵn phải sử dụng trong trận chiến quyết định thắng bại. Áp lực mà câu trần đại đế phải hứng chịu là nặng nề nhất, vẫn luôn phụ trách kiểm soát hướng tấn công của cửu Lê Ma Long. Dựa vào tốc độ nhanh nhạy của yêu thân, ông ta lê lách cơ thể mệt nhọc ra sức chạy trốn, nhưng điều khác lạ là sức mạnh chiến đấu hao hụt khá ít có thể tưởng tượng được, đợi sau khi trận đấu kết thúc, ông ta sẽ là người duy trì được sức mạnh chiến đấu đến phút cuối cùng. Tia chớp, sấm sét, kiếm khí, thuật pháp thần thông lần lượt tung ra lũ lượt như vũ bão. Cùng với máu thịt rơi rớt và hồn năng chưa kịp tiêu tán, người có mặt ở hiện trường đều không màng sống chết dùng toàn lực tấn công Cửu Lê Ma Long. Không một ai cố ý bảo toàn thực lực, bởi vì cái giá của việc này không kẻ nào đáp ứng được. Trong trận đấu khốc liệt này, chỉ duy nhất Tạ Uyển từ đầu đến cuối đứng yên không hề tham gia. Đây là nhiệm vụ mà tôi giao lại cho cô ấy trước khi tham chiến, tuy rằng cô ấy cũng có thể miễn cưỡng phát huy được chiến lược thiên tôn, nhưng tôi vẫn không cho phép cô ấy tham dự vào trận chiến này. Tôi không muốn giữa cô ấy và cửu Lê Ma Long phát sinh bất kỳ xung đột nào, khiến cửu Lê Ma Long thống hận cô ấy. Câu Trần Đại Đế nhìn có vẻ đằng đằng sát khí, ngông cuồng hống hách, nhưng ông ta vẫn âm thầm giữ gìn thực lực. Mộ Dung Nguyên Duệ nói ông ta vẫn còn chiêu chưa, chưa tung ra, vì thế tôi cũng phải có con át chủ bài của riêng mình chương 794, Ma Long Chi Tâm 2 Con át chủ bài của tôi chính là cờ cửu lê trong huyền quan của tạo huần. Cửu lê Ma Long không phải là kẻ bất khả chiến bại, khi đối đầu với đám người không màng sống chết mà điên cuồng tấn công, nó vừa phải dáng lời nguyền hủy diệt sinh linh, bản thân cũng hứng chịu những vết thương cắt da cắt thịt. Kiếm khí của Lữ Thuần Phong mang cấp bậc đạo tổ nên nó không dám tiếp chiêu, cho dù lực phòng ngự của nó có mạnh đến mấy cũng khó mà chống đỡ vô số đòn đánh tàn sát ghê gớm bằng kiếm khí thần nhiệm. Vậy rồng văng ra tứ tung đã để lộ lỗ hồng, càng giúp luồng kiếm khí lưu hình lợi dụng kẽ hở mà thoải sức lan tỏa hồng phát huy thần uy hủy diệt. Còn có tôi, lực sát thương do kiếm khí lưu hình của ma kiếm gây ra tuy không sánh ngang được với thần kiếm của Lữ Thuần Dương, nhưng vẫn không ngừng dâng trào. Thần kiếm phiêu diêu, ma kiếm cuồn cuộn, dùng số lượng áp đảo, nên tổn hại gây ra cho cửu lê ma long cũng không hề kém cạnh Lữ Thuần Dương. Trong trận chiến này do một tay tôi và Lữ Thuần Dương gây ra mấy vết thương nặng nhất, đạo chiến thần của mộ dung nguyên duệ không có hiệu quả sát thương đối với sinh vật có thân hình khổng lồ như cửu Lê Ma Long. Còn về các chiến tướng của hai đạo nhân tiên, thương tích mà họ gom góp lại kém xa thần kiếm của Lữ Thuần Dương và ma kiếm của tôi. Điều quan trọng nhất là, dù mang một thân tài nghệ thuật pháp đầy mình, nhưng thứ mà bọn họ phải đối phó ở đây là cửu Lê Ma Long vốn được mệnh danh là vạn pháp bất xâm. Giả sử đây là trận chiến phong thần bình thường, bọn họ hợp sức lại tất nhiên mạnh hơn tôi và Lữ Thuần Dương, chỉ là bọn họ không thể phát huy ưu thế mà thôi. Cuối cùng, cuộc chiến kéo dài miên man không có được một giây nghỉ ngơi cũng sắp kết thúc. Quý thủy tôn giả của nhân đạo bị trọng thương, tại giây phút cận kề cái chết đã dùng cách tự hủy huyền quan để đánh trọng thương vảy ngược của cửu Lê Ma Long, góp công lớn giúp định đoạt kết cục trận đấu. Từ lúc trận chiến bắt đầu đến khi kết thúc, cửu Lê Ma Long bạo phát trở nên cực kỳ hung hãn, nhưng đồng thời trở nên vô cùng yếu ớt. Lúc này đây, Nhân đạo còn 9 người sống sót, tiên đạo chỉ có 6 người may mắn vượt qua. Uy lực kiếm khí của Lữ Thuần Dương bắt đầu suy yếu, có thể cầm cự đến tận bây giờ, ông ta đã hao phí quá nhiều thần niệm rồi. Thần niệm của tôi cũng tiếp tục ở ngưỡng cạn kiệt, những người còn sống ở đây hầu hết đều đã lay lắt như ngọn đèn trước gió. Đã đủ rồi, Tây Cực Câu Trần Đại Đế hét lên một tiếng, chấm dứt cuộc chạy trốn bán sống bán chết của ông ta. Bây giờ đòn tấn công của Cửu Lê Ma Long đã không còn có thể gây nguy hiểm cho ông ta nữa mà ông ta là người duy nhất còn bảo toàn được sức chiến đấu nhìn thấy tây cực câu trần đại đế bắt đầu phản công tôi lùi khỏi sàn đấu những người khác cũng đồng thời nhanh chóng tránh xa khu vực trung tâm của chiến trường khí thế lớn mạnh của cửu lê ma long đã mất giao hết cho cầu trần đại đế xử lý được rồi tóc tai của mộ dung nguyên duệ bù xù toàn thân dính đầy máu nhìn có vẻ vô cùng thê thảm khiến người ta đau lòng nhất chính là nỗi bi thương tột độ trên mặt cô ấy cô ấy không hề cố giả vờ bình tĩnh cũng đã không cần thiết phải làm vậy các chiến tướng tử trận ở đây đều là những người thân thích thuộc dòng chính của cô ấy, khi đến khí thế người người, có tới 30 người, giờ đây chỉ còn 6 người may mắn sống sót. Ngoài cô ấy và câu Trần Đại đế, chỉ còn lại Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Đắc Kiều công chúa, mà một chiến tướng cấp cao thuộc Long tộc. Phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, giờ đây còn khiến mình có thêm một kẻ thù hùng mạnh. Binh chủ Chiến Kỳ đã định sẵn không có duyên với tiên đạo, cũng không có ai đủ sức ngăn cản câu Trần Đại đế lấy được Ma Long chi tâm. Câu Trần Đại Đế anh dũng oai hùng, một tay cầm thương huyền thiên đuổi giết cửu lê ma long khiến nó kêu gào không dứt. Máu đen bay tứ tung, vảy rồng nát vụn như cám. Cái chết của cửu lê ma long chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Một tiếng gầm giống thê lương phát ra, thương huyền thiên đâm vào vảy ngược. Hai tay của câu Trần Đại Đế tăng thêm lực, đẩy sâu vào bên trong chỗ trí mạng, chém một miếng thịt từ trên vảy rồng, lộ ra một vũng máu gớm ghiếc. Vảy ngược, chính là nơi hấp thụ nhuệ khí của loài rồng vải ngược bị phá, viên long châu khổng lồ của cửu lê ma long cũng rơi ra ngoài. Cửu lê ma long hét lên một tiếng đầy căm phẫn, mắt rồng trợn ngược, long châu bay thẳng đến chỗ câu trần đại đế, nó muốn tự hủy long châu hỏng giết chết kẻ địch. Chính lúc này, câu trần đại đế đã sử dụng con át chủ bài cuối cùng của ông ta, tranh long hà một trong tám món bảo vật của phục hy. Tranh long hà, tiếp quản thứ tự trong trời đất, hóa núi non sông ngòi vào trong bức tranh. Mượn sức mạnh của món pháp bảo này, có thể hấp thụ khí tức long mạch trong thiên hạ khoảnh khắc long châu giữ mạng của cửu lê ma long vỡ tan thành viên long nguyên rồi rào nguyên khí hóa thành sức mạnh hủy thiên diệt địa bao vây lấy câu trần đại đế nhưng lại bị tranh long hà ngăn chặn hút hết vào bên trong trong còn long châu cửu lê ma long đã chẳng thể nhấc nổi bước chân ngã gục xuống sàn đất từ từ chết đi câu trần đại đế vô cùng đắc ý sắc mặt dạng dỡ tràn đầy hứng khởi chính lúc ông ta muốn thu hồi tranh long hà lại không ngờ tranh long hà bỗng nhiên nổ tung giữa không trung thấy vậy khóe miệng câu trần đại đế giật giật, tức đến mức thiếu chút phun ra máu tươi. Tám món pháp bảo của Phục Hy chỉ còn lại ba món, nay hai cái đều bị hủy, làm sao ông ta có thể không tức điên cho được. Nhưng mà, tranh Long Hà và sách lạc quân không quan trọng bằng ma Long Chi Tâm, chỉ cần ông ta lấy được ma Long Chi Tâm, tất cả những gì đã hy sinh đều vô cùng xứng đáng. Ngay sau đó, câu trần đại đế cầm thương huyền thiên, tiến thẳng đến chỗ thi thể cửu lê ma Long đang nằm. Bây giờ ông ta thật sự đã quá phấn kích, nên hoàn toàn chú tâm vào chuyện này, nên không hề phát hiện ra, ngay lúc ông ta chuẩn bị lấy ma long chi tâm, tạo ẩn đã sớm triệu hồi cờ cửu lê bên trong huyền quan ra ngoài. Nguyên nhân khiến ma long chi tâm có sức mạnh đáng sợ đến vậy, vì nó là sự kết hợp của chiến ý cả một đời của ma quân Sivu, thậm chí bao gồm tất cả sức mạnh ý chí của Sivu đã phân tán khắp cổ địa hoang mạc long môn. Cửu lê ma long đã chết kia không chấp nhận cờ cửu lê, nhưng ma tâm của nó thì có thể. chương 795, Sứ mệnh kết thúc một Tây vực, hoang mạc cổ địa Long Môn, hẻm núi Hắc Nham. Từ Phúc mang theo đội quân tinh nhuệ thuộc tổng hành dinh khoa linh dị vây kín nơi này. Một bên là đội quân nhân đạo do Trương Đạo Lăng và Tây Nhạc Đại Đế dẫn dầu, bên kia là đội quân tiên đạo do Huyền Vũ và Linh Xà hai vị thiên tôn tối cao dẫn dắt, ở giữa còn có vài vị chiến tướng tài năng chắc tuyệt của ma đạo chúng ta do Bắc Minh tú đứng đầu. Trương Đạo Lăng nắm trong tay con ấn Dương Bình Trị Đô, bắt đầu tinh quân lại có binh phù tử vi, Bắc Minh tú có lá hạo kỳ tứ diện long hồn. Nhân đạo, tiên đạo, mà đạo đều ở bên ngoài long môn, hẻm núi hắc nham sẵn sàng chuẩn bị tiếp ứng. Sự xuất hiện của từ phúc quả có chút khiến người khác ngạc nhiên, tiên nhân hai đạo đều chẳng ngờ ông ta hãy còn có thể ngóc đầu trở lại, đã vậy còn mang theo đại quân nhân tộc. Nếu như chỉ luận bàn tu vi đạo Pháp thì chiến lược khoa linh dị của nhân tộc phải nói là rất tệ, thế nhưng lần này bọn họ còn mang theo một lượng lớn vũ khí bức xạ điện tử. Có những thứ này, muốn hủy diệt toàn bộ hoang mạc cổ địa Long Môn vài lần cũng thừa đủ. 3.000 năm mặt Pháp, Nhân tộc đã thiết lập được một hệ thống văn minh hoàn toàn mới, dựa vào việc khai phá những vũ khí công nghệ cao đã trở thành lực lượng tuyệt đối không thể coi thường trong tam giới. Thế nhưng, vũ khí dù có mạnh tới đâu cũng là vật ngoài thân. Một khi khí số nhân tộc tiêu vong, nếu chỉ dựa vào vũ khí tiên tiến cường đại thì chẳng thể bảo vệ nổi toàn bộ nhân tộc. Tuy nhiên, xét tình huống hiện tại mà nói, với quân tư trang và chiến lược cùng đại quân lần này từ phúc mang tới hoàn toàn có thể cùng với nhân, tiên hai đạo hình thành thế đối kháng. Nếu như nhân tộc dốc sức bình sinh mà khai chiến, nhân tiên nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Ví dụ, sự tồn tại của ma trận bức xạ điện từ có thể khóa chặt toàn hẻm núi Hắc Nham, chưa kể vũ khí công nghệ cao còn có chức năng định vị rất chính xác. Cái gọi là thần niệm, dùng khoa học mà nói thì chính là một loại sóng điện từ, mà vũ khí lần này nhân tộc sử dụng hầu như đều là vũ khí bức xạ điện từ, tuyệt đối có thực lực hủy diệt các vị đại năng của đạo môn. Ngay cả thiên tôn, đạo thể cũng không dám cứng rắn tiếp trận. Lần trước từ phúc rời đi chính là để điều động binh lực, gặp gỡ Khương Tuyết Dương cũng chính là trong thời gian này. Đợi tới khi khoa linh dị của nhân tộc chuẩn bị thật tốt, ông ta lập tức điều động đại quân tới Hoang Mạc Long Môn, tranh thủ thời gian kịp thời cùng nhân tiên hai đạo phân tranh. Từ phúc là một đại vu, có thể suy đoán thiên cơ, ông ta tới không sớm không muộn, vừa hay trận chiến cửu Lê Ma Long chuẩn bị kết thúc. Lý do ông ta tới đây cũng rất đơn giản, chỉ bởi vì muốn đón Tạo ẩn quay lại. Tạo ẩn là người thủ hộ của nhân tộc, và cũng là người thủ hộ duy nhất trong tương lai, ông ta không thể để tạo ẩn có mảy may sơ suất nào. Khương Tuyết Dương đã nhắc nhở ông ta, bản thân ông ta cũng tự ý thức được, nếu chỉ dựa vào một mình ma đạo sẽ không thể bảo vệ được tạo ẩn. Nhìn thấy từ phúc tới đây, sắc mặt trương đạo lăng trở nên nghiêm trọng, vẻ bối rối chán nản cũng rõ ràng. Phúc sinh vô lương thiên tôn, từ đạo hiếu, lẽ nào nhân tộc cũng muốn nhúng một tay vào cuộc chiến tranh giành cơ duyên tại cổ địa. Trương đạo lăng cau mày hỏi, Cơ duyên tại cổ địa là thiên đạo ban cho đạo môn, nhân tộc tuyệt không can dự. Ta đến nơi này chỉ để đón một người, từ phúc đáp theo như ta hay, nhân tộc các người không có ai tiến vào long môn. Trương Đạo Lăng nói, có một người, ai, tạo ở nàng ta không phải người của ma đạo sao, lẽ nào nhân tộc dự định kết liên minh cùng ma đạo rồi? Trương Đạo Lăng hỏi, nhân tộc sẽ không kết liên minh cùng bất kỳ đạo nào trong tam đạo. Tạo ẩn hiện tại cũng không còn là đệ tử ma đạo nữa rồi. Từ phúc đáp, nàng ta là thế nào mà đáng để ngài phải xem trọng như vậy? Tạ Uẩn chính là người thủ hộ của nhân tộc. Thời khắc từ phúc nói ra ba chữ người thủ hộ này, mấy vị thủ lĩnh có mặt tại nơi này đều chấn kinh. Người thủ hộ nhân tộc là một sự tồn tại mạnh mẽ vô song, mỗi một người thủ hộ đều có thủ đoạn thông thiên. Xa xưa chưa cần nhắc tới, chỉ cần nói tới Yến Tháp là người thủ hộ trước đó, một thân một kiếm xuống âm ti, ngay cả Bắc Minh Đại Đế Chu Khất cũng chẳng dám mạnh mẽ ngăn trở. Trong trận chiến trên núi Hạ Lan, Yến tháp sốc lực chống lại vọng thiên hống do âm sơn lão tổ sở hóa thành, cuối cùng cùng với tử thần lâm thủy họa đem Trần Dương đánh tan thành cho bụi. Từ phúc nói xong, trương đạo lăng trầm mặc không đáp. Ta tới nơi này chỉ để đón tạo ẩn, chẳng quan hệ tới cơ duyên, cũng chẳng quan hệ gì tới ân oán của đạo môn. Nếu như có kẻ nào dám động thủ với người thủ hộ của nhân tộc, cho dù khí số nhân tộc ta vì chuyện này mà càng nhanh tiêu vong, ta đây cũng sẽ khiến cho kẻ đó chết không toàn thây. Lời này của ông ấy rất có sức nặng, nhất là trong tay người này hãy còn cầm thanh kiếm thuần quân, sau lưng còn có 10 vạn đại quân vũ trang của khoa linh dị. Ngay tại khoảnh khắc Từ Phúc xuất hiện tại hoang mạc cổ địa Long Môn, quân đội trang bị liền bắt đầu bố trí. Chỉ trong chốc lát, bốn ma trận bước xạ điện tử đã được sắp xếp theo các hướng đông, tây, nam, bắc. Muốn giảng đạo lý cũng phải dựa trên nền tảng vũ lực. Nếu không có vũ lực làm nền tảng, nhân tộc đứng trước đạo môn cơ bản chẳng có quyền lên tiếng. Chương 796, sứ mệnh kết thúc 2 sắc mặt trương đạo lãng âm trầm, mà đạo chẳng vô duyên vô cớ để tạo ẩn đi cùng, nhất định là có tính toán gì đó. Trước khi từ phúc xuất hiện, trương đạo lăng đối với binh chủ chiến kỳ có thể nói là nắm vững trong lòng bàn tay. Mà nay, sự tự tin đó của ông ta đã có chút lung lay. Phản ứng của tiên đạo thế nhưng lại chẳng dữ dội giống như nhân đạo, bởi vì tiên đạo vốn dĩ đã chẳng có đủ tự tin. Hiện tại nhìn thấy nhân tộc can thiệp, huyền vũ với linh xà hai vị thiên tôn bốn mắt nhìn nhau, chẳng hẹn mà cùng nghĩ tới một việc, Thiên đình có lẽ phải chuẩn bị hôn sự cho Hạo Thiên Ngọc Đế và Mộ Dung Nguyên Duệ rồi. Cự Long Chi Hoàn, Tây Cực Đại Đế Câu Trần bước về phía Cửu Lê Ma Long, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Cửu Lê Ma Long rơi vào đọa lạc, trước khi cái chết hợp tới thế nhưng đã lấy lại được chút bình lặng, thần quang trong đôi mắt cũng trở nên ảm đạm, bắt đầu xuất hiện một chút bối rối hoang mang. Nó đang hồi tưởng chuyện xưa, hồi tưởng về một thời cách đây đã xa rất xa. Hàng nghìn năm đã trôi qua, những thứ mà nó có thể nhớ cũng không còn nhiều nữa sức mạnh của sự đọa lạc đã ăn mòn thân tâm của nó khiến nó quên đi gốc gác của mình quên đi sơ tâm của mình thậm chí quên mất bản thân mình là ai chính trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nó bỗng nhiên nhớ ra một người đàn ông một người đàn ông tên si Vu. giây phút nhớ ra cái tên này tất cả chuyện cũng như sóng vỗ ùa về trong tâm trí trong những năm tháng viễn cổ hồng hoang nó đã cùng ma quân si tranh giành thiên hạ với hoàng đế chính là khúc đầu Hán sở chiến trường nghe ra tiếng thiết mã kim qua xúc chiều cuồn cuộn xa trường người chết ta sống gió mây mịt mờ nó đã nhớ ra si nhớ ra bản thân vì lẽ gì mà tới nơi này những giọt nước mắt hối hận lăn dài từ trong đôi mắt ảm đạm. xương cốt của si ta đã đem xương cốt của hắn chôn ở nơi nào rồi bản thân khi nào mới bắt đầu đọa lạc đây suy nghĩ một lúc nó mới nhớ ra xương cốt của si đã bị chính nó đem nuốt vào bụng chỉ để hấp thu sức mạnh ý chí của si Nghĩ đến đây, trong đôi mắt rồng lệ tuôn như mưa, không thể ngừng được. Chính trong lúc nó đang khát cầu cái chết như một sự giải thoát cho nỗi hối hận tột cùng, trái tim bỗng dưng cảm nhận được một âm thanh, giống như có thứ gì đó đang gọi nó. Sau đó, nó ngước đầu dậy, xuyên qua đám đông nhìn thấy thứ phát ra âm thanh đó. Nó nhìn thấy một nữ nhân với mái tóc ngắn, trên người khoác một thân áo màu đen. Nữ nhân mặc áo khoác màu đen đó là âm linh, đây chính là ấn tượng đầu tiên của nó. Ngay sau đó, nó nhìn thấy một lá cờ đen tuyền chịu nặng trong tay cô gái. Trên lá cờ viết hai ký tự cổ xưa, cửu lê nhìn thấy hai chữ này, cửu lê ma long toàn thân liền run rẩy, tim ma trong cơ thể giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn khôn cùng. Thần hồn cùng lúc cũng kịch liệt chấn động, trong thức hải minh mông vô tận vang lên khúc cửu lê chiến ca. Nếu ta chết trận, đừng chôn xương ta, chết như sao kia, sống như xương sớm. Nếu ta chết trận, đừng chôn xương ta, thi giao cho núi, hóa cùng thương ngô, nếu ta chết trận, đừng chôn xương ta, trong trái tim người, để ta sống mãi. Giải thích câu thi giao cho núi, hóa thành thương ngô ở đây có thể hiểu thương ngô là một loại cỏ cây. Đại ý của câu này chính là, thi thể giao cho núi non, phân hủy cùng với cỏ cây, trở về với cát bụi. Hết giải thích, tim ma đập dữ dội, điên cuồng không ngừng, cơ hồ muốn phá vỡ tất cả những trói buộc xiềng xích của long thân. Cùng với nhịp đập của trái tim, máu trong cơ thể cửu lê ma long phun trào như suối cơ thể vỡ nát huyết chảy không dừng, hắc khí vô tận từ trong máu thịt tản ra tán loạn. Nhìn thấy biến hóa đột một của Cửu Lê Ma Long, Tây Cực Đại Đế Câu Trần liền sửng sốt, trong lòng liền nảy sinh một dự cảm cực kỳ không lành. Nhìn tình hình hiện tại, chỉ e ông ta còn chưa kịp động thủ, Cửu Lê Ma Long đã tự diệt mà chết. Nếu như vậy, uy năng của Ma Long Chi Tâm sẽ giảm đi rất nhiều. Ngay khi Câu Trần Đại Đế định mổ bụng moi tim nó, Cửu Lê Ma Long bởi vì đau khổ cực độ đã phát ra một tiếng gầm như được giải thoát ân huệ giải thoát lúc nhìn thấy lá cờ cửu lê kia nó liền biết rằng thời khắc được giải thoát của nó đã đến tim ma đã mất khống chế tất cả sức mạnh ý chí của shivu bị hấp thu trước đó đang điên cuồng kêu gào muốn chui vào trong lá cờ cửu lê tim ma bây giờ đã không còn có thể trói buộc sức mạnh ý chí của shivu bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cỗ sức mạnh này hủy diệt nổ tung thế nhưng cửu lê ma long chẳng hề sợ sệt điều này trái lại bình tĩnh lạ thường phá hủy ma tâm giải phóng sức mạnh ý chí của Vu có thể nói là đã tặng cho nó ân huệ được giải thoát bởi vì điều này có nghĩa là bất luận quãng đường trước đây nó có lạc lối bao lâu đi nữa xa đọa bao lâu đi nữa cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong suốt vô số năm này nó vẫn luôn đợi chờ một người vào thời khắc sinh mệnh sắp sửa kết thúc cuối cùng nó đã đợi được người ấy đến rồi tây cực đại đế câu trần vung thương huyền thiên dứt khoát tấn công trong chốc lát liền mổ bụng rồng trái tim kia vẫn không ngừng đập dường như ẩn chứa sinh cơ vô tận của ma long chi tâm, nhanh chóng được phơi bày trước mặt mọi người. Câu trần đại đế hết sức kích động, đây chính là thứ mà ông ta ngày đêm mơ ước. Chỉ cần có được ma long chi tâm, ông ta từ nay sẽ không còn bị tiên đạo trói buộc nữa. Về phần thái tử hạo thiên chẳng đáng để lo lắng, mà ông ta, sau khi thiên đạo xuất hiện trở lại sẽ đăng quang vương vị, đây chính là lời hứa mà nữ hoa nương nương đã dành cho ông ta. Thế nhưng vào khoảnh khắc ông ta vươn tay nắm lấy ma long chi tâm, trái tim vốn đang đập điên cuồng ấy lại vỡ tan. chương 797, câu trần rút lui một. Không, tây cực câu trần đại đế phẫn nộ gầm lên một tiếng. Ông ta điên cuồng vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó, thế nhưng, tim ma đã sớm chia năm xẻ bảy rồi. Luồng sinh cơ vô tận tản ra tán loạn, sức mạnh ý chí của si vưu điên cuồng thi nhau chui vào lá cờ cửu lê trong tay tạo ẩn. Tất cả những gì câu trần có thể bắt được chỉ là một nắm xương máu, phá nát sách là quân và long hà đồ tính tính toán toán khắp nơi không ngần ngại giết kiếm vô ngân lại đắc tội với cả tiên đạo mặc dù tội danh của ông ta còn chưa bị vạch trần thế nhưng một khi mộ dung nguyên duệ kết duyên cùng thái tử hạo thiên chắc chắn sẽ đem ông ta ra để lập uy câu trần đại đế lần nữa gầm lên một tiếng phẫn uất con người trong nháy mắt cũng trở nên đỏ ngầu khí thế điên cuồng sát ý và phẫn nộ được ông ta giải phóng vào lúc này quả khiến người khác kinh hồn táng đảm từ lúc cự Long chi hoàn chém chém giết giết cho tới hiện tại, ngay cả người mạnh mẽ như Lữ Thuần Dương cũng đã sức cùng lực kiệt, tôi đây cũng vô lực chiến đấu, hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái yếu ớt cực độ, chỉ có Câu Trần Đại Đế là hãy còn duy trì sức chiến đấu tương đối hoàn chỉnh. Nhân đạo hiện tại còn 9 người, tiên đạo còn 6 người, hai bên đều thương vong nặng nề. Trong trận chiến cuối cùng, nhân đạo lại tổn thất một vị hộ pháp thiên tôn. Cho đến giờ trong số 9 vị thiên tôn đại hộ pháp của nhân đạo chiến đấu ở nơi này chỉ còn lại tại thiên tôn và trận thiên tôn. Ngũ lôi tôn giả sau khi quý thủy kiếp lôi thiên tôn tự hủy huyền quan cũng chỉ còn lại một mình mộ thổ kiếp lôi tôn giả mà thôi. Mà tiên đạo hiện nay cũng chỉ còn mộ dung nguyên duệ, đắc kiều công chúa, nam hải long vương, bắc hải long vương và một vị binh bộ đại tướng quân. Thương vong nặng nề, thần niệm cạn kiệt khiến người người kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng ai còn ý chí chiến đấu nữa. Đổi cách nói thì chính là, giả dụ câu Trần Đại Đế muốn giết người chút giận thì không ai ở đây có thể ngăn cản ông ta, mà cũng không đủ năng lực ngăn cản ông ta. Người mà ông ta muốn giết nhất, chắc chắn chẳng ai khác ngoài tạo ẩn. Nếu như không phải tạo ẩn tế cờ cửu lê, cửu lê ma long trước khi chết sẽ chẳng sám hối, ý chí của si vưu giấu trong ma lực chi tâm cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Là tạo ẩn đã biến chuyến đi của ông ta trở thành một giấc mộng viển vông, không chỉ không lấy được ma lực chi tâm, còn thất thủ cả lạc quân thư và long hà đồ đường đường là tây cực câu trần đại đế điều này đối với ông ta mà nói chính là một sự sỉ nhục là đại sỉ nhục của sỉ nhục không ai có thể ngăn cản ông ta giết chết tạo uẩn tạo uẩn đã chú định phải bị xé thành từng mảnh dù cho thần hồn của cô có tan thành cho bụi thì ông ta cũng khó mà rửa được nỗi nhục này câu trần đại đế tới chỗ tạo uẩn bước đi rất chậm ông ta không sốt ruột tất cả trận đấu đều đã kết thúc đây là thời khắc báo thù rửa hận thuộc về ông ta thế nhưng khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là sắc mặt tạo ẩn chẳng hề có chút sợ hãi nào. Đối mặt với sát ý chẳng thèm mảy may che đậy của tây cực câu Trần Đại Đế, tạo ẩn dương đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn ông ta. Ngươi không thể giết ta, tạo ẩn nói câu Trần Đại Đế khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười âm hiểm cho ta một lý do không giết ngươi. Ngươi nếu giết ta, vậy thì đừng mong rời khỏi hoang mạc của địa Long Môn, trừ khi ngươi muốn chôn cùng ta ở nơi này. Ngươi cảm thấy ma đạo có thể bảo hộ được ngươi, hắn nếu dám ngăn cản, quả nhân cũng sẽ khiến cho hắn ta chôn thây chốn này. Câu Trần Đại Đế lạnh lùng chỉ vào tôi nói, câu Trần Đại Đế quả thực dám giết tôi, kiêng rè ma đạo là tiên đạo, không phải ông ta. Tiên đạo ra tay còn cần phải cân nhắc, mà câu Trần bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi tiên đạo, ông ta thế nhưng chẳng cần cân nhắc gì nhiều. Cô ấy là hậu duệ của Sivu, mộ dung nguyên duệ nhắc nhở, cờ cửu lê đã nói rõ thân phận của tạo hồn. cô chính là hậu duệ của Sivu, là huyết thống chân truyền duy nhất. Thế thì đã sao, si sì vưu đã chết rồi cửu lê ma long cũng bị quả nhân chảm giết câu trần đại đế ngoái đầu liếc mộ dung nguyên duệ nói si sì vưu là một trong ba vị quốc phụ vĩ đại của nhân tộc ông giết cô ấy chính là tát vào mặt toàn bộ nhân tộc mộ dung nguyên duệ lại nói quả nhân không sợ ma đạo báo thù đương nhiên cũng chẳng sợ nhân tộc câu trần đại đế hiên ngang đáp thực lực đã đạt tới cảnh giới này vô luận là ma đạo hay là nhân tộc tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy kẻ nào đủ thực lực có thể truy sát ông ta thiên đình cao cao tại thượng, chư thần có uy của chư thần, tuyệt nhiên sẽ không chừng hai con mắt đứng nhìn ma đạo và nhân tộc tới hoàng cung câu trần đánh đánh giết giết. Huống hồ, coi như tiên đạo không quản chuyện này thì sau lưng ông ta hãy còn sừng sững một tòa hoàng cung của nữ oa làm chỗ dựa. Có nữ oa nâng đỡ, kẻ nào dám giết ông ta? Nữ oa gây loạn tam giới, hoàng cung nữ oa vẫn đứng vời vợi ở đó, bởi vì nữ oa là người của thiên đạo. Khi ấy ngay cả ma đạo tổ sư cũng chỉ có thể thị uy trấn áp, chẳng thể làm gì nữ oa nương nương. Động tới nữ oa chẳng khác nào trắng trợn đối đầu với thiên đạo. chương 798, câu trần rút lui hai Đại đế ngày đây là muốn gây hỏa cho tiên đạo sao? Mộ dung nguyên duệ trầm giọng hỏi. Mộ dung, người làm đạo tổ, quả thực khiến quả nhân vô cùng thất vọng. Sợ bóng sợ gió, trước sợ sói sau sợ hổ, tiên đạo bây giờ có thể so sánh với trước kia hay sao? Một câu này của câu trần khiến cho mộ dung nguyên duệ không nói nên lời. Tiên đạo đương nhiên không còn là tiên đạo lúc trước, khi đó tiên đạo sát phạt tam giới, nhân đạo và âm ti của chỉ có thể nghe tiên đạo chỉ đâu đánh đó. Ngay cả kẻ đội trời đạp đất chiếm lĩnh cả một nửa giang sơn đạo môn như ma đạo cũng bị tiên đạo đánh cho vỡ tan, mà nhân tộc trong mắt tiên đạo được coi là cái gì kia chứ? Trước khác nay khác, tiên đạo hiện giờ đang trong tình cảnh hết sức gian nan. Mộ dung nguyên duệ giống như gia cát lượng trong tam quốc khi đó, khi binh bại thì nhận nhiệm vụ, lúc nguy nan phải phụng mệnh mà hoàn thành không phải năng lực của mộ dung nguyên duệ không đủ mà bởi vì thời gian của cô ấy quá ngắn sinh không gặp thời ngọc hoàng đại đế chết đi trong ngoài đều loạn mộ dung nguyên duệ mệt mỏi ứng phó mộ dung nguyên duệ bị mấy lời này của câu trần đẻ ép chẳng thể thốt ra lời nào liếc mắt nhìn tôi im lặng không nói tôi hiểu ý cô ấy tiên đạo chẳng thể làm chủ chuyện của câu trần đại đế tôi không đáp lại cô ấy cũng chẳng thay tạo ẩn ngăn cản câu trần đại đế hiện tại tôi cũng chẳng ngăn cản được ông ta Tôi vẫn luôn điều động nguyệt quang trong huyền quan của mình, tu bổ thần niệm đã gần như khô kiệt. Lữ thuần dương cũng đang làm như vậy, binh chủ chiến kỳ và ma đao nằm trên tế đàn hắc ám ở trung tâm của cửu long chi hoàn. Kẻ nào hồi phục sức mạnh trước, kẻ đó có cơ hội đoạt được cơ duyên của si vưu. Về phần mộ dung nguyên duệ, cô ấy có vẻ đã từ bỏ rồi. Tiên đạo chỉ còn lại 6 người, mà một trong số đó là câu trần đại đế vốn đã có tâm muốn rời bỏ. Câu trần đại đế không vội động thủ giết tạo ẩn bởi vì kiêng rẻ lá cờ cửu lê trong tay cô. Cờ cửu lê trước đây đại biểu cho khí số của tộc cửu lê, mặc cho khí số của tộc cửu lê đã tiêu vong, thế nhưng sức mạnh ý chí của si vưu vẫn có thể khiến lá cờ này phát huy uy lực. Đối diện với sát ý rõ ràng của câu trần đại đế, tạo ẩn nhả từng chữ từng chữ, nói ông có biết trong cờ cửu lê có gì không? Chẳng qua cũng chỉ là một lá cờ chiêu hồn mà khí số đã hết, còn có thể có cái gì được. Ông nói không sai, trước khi nó hấp thu sức mạnh ý chí của si vưu quả thực chỉ là một lá cờ chiêu hồn khí số đã cạn. Nhưng bây giờ, coi như để ông nếm thử một chút cơn thịnh nộ của ma quân si vưu vậy. Nói đoạn, tạo ẩn đột nhiên đứng thật nghiêm, trước đó cô bị sát ý hủy diệt mạnh mẽ của câu trần khiến cho sức chiến đấu trở nên không ổn định. Lá cờ cửu lê đón gió bay phấp phới, đột nhiên một cỗ thần niệm cuồn cuộn từ trong lá cờ thoát ra. Mà sức mạnh của cỗ thần niệm này đã vượt qua câu trần đại đế, vượt qua cả âm sơn lão tổ trần dương thậm chí vượt qua cả cửu lê ma long trong thời kỳ hoàng kim mà đây vẻn vẹn chỉ là một cỗ thần niệm mà thôi lý do nó cường ngạnh bá đạo khôn cùng như vậy là bởi vì nó là thần niệm của ma quân si vưu sức mạnh chiến đấu của si vưu chẳng thể nào dùng các bậc đạo tổ để hình dung bởi vì ông ta căn bản không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn trước đây chỉ một ảnh tượng được hóa thành kiếm từ thần niệm của ma đạo tổ sư đã có thể xuyên thủng hành cung của nữ oa một khi ảnh tượng thần niệm của si vưu từ trong cờ cửu lê được thả ra nhất định sức chiến đấu cũng tương tự như thế điều này tôi một chút cũng không nghi ngờ cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn sắc mặt của câu trần đại đế có chút trầm xuống mặc dù biết rõ si vưu đã ngã xuống từ lâu lưu lại trong cờ cửu lê chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh của thần niệm mà thôi thế nhưng câu trần đại đế vẫn cảm nhận được uy áp của bậc bề trên coi thường sự sống và cái chết kỳ thực nếu không phải vạn bất đắc dĩ Tạ cũng không nguyện ý tại thời điểm này triệu hoán thần niệm của Sivu. Bởi vì điều này sẽ làm hao kiệt toàn bộ sức mạnh ý chí của Sivu, đồng thời cũng hủy đi lá cờ cửu lên này. Trong số ba vị quốc phụ vĩ đại của loài người, Hoàng đế và Viêm đế đã quy phục thiên đạo, chỉ có ma quân Sivu là còn có thể đại diện cho sự kiêu ngạo cuối cùng của nhân tộc, đại diện cho gốc rễ của nhân tộc. Giữa thiên địa còn có người, nếu như cờ cửu lê bị hủy, thế gian này sẽ chẳng mảy may lưu lại chút vết tích nào của Sivu nhân tộc cũng vì vậy mà mất đi nguồn cội của mình. Câu Trần Đại Đế sắc mặt liên tục thay đổi, sát ý trên người cũng dần yếu đi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tạo ẩn cùng lúc cũng thu hồi cờ cửu lê, ván bài này, Tạo ẩn đã cược thắng rồi. Câu Trần Đại Đế sắc mặt đen xì, si, rời khỏi cửu long chi hoán, ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại chỗ này. Không thể giết được Tạo ẩn, lại chẳng muốn giúp mộ dung nguyên duệ lấy được binh chủ chiến kỳ, ông ta bắt buộc phải đi trước một bước, quay lại thiên đình, vì bản thân tính toán một chút. Câu Trần Đại Đế vừa đi, Tạ ẩn lập tức liền trở thành người có sức chiến đấu mạnh nhất tại sa trường này. Tốc độ hồi phục thần niệm của tôi so với Lữ Thuần Dương nhanh hơn nhiều, thế nhưng tự hỏi bản thân thì tôi cũng biết mình bây giờ không phải đối thủ của Tạ Uyển, Lữ Thuần Dương đương nhiên cũng không thể. Tạ ẩn bước tới trung tâm tế đàn, trước tiên nhặt thanh ma đao của Civiu lên, kiểm tra thật cẩn thận, sau lại dùng nó thay thế vũ khí ban đầu của mình, treo ở trên thắt lưng. Tiếp đó, cô vươn tay cầm lấy binh chủ chiến kỳ mà tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm. Chương 799, binh chủ chiến kỳ 1. Binh chủ chiến kỳ chính là cờ chiến binh chủ sát phạt vô song. Khi bắt đầu phất lên, có thể che phủ hết nửa bầu trời, sĩ khí tăng vọt, đón chào chiến thắng đã đến. Thích hợp nhất chính là đại quân tác chiến, nếu như quân lực bố trí đúng hướng, binh lực càng hùng mạnh thì uy lực của lá cờ sẽ càng lớn. Đưa mắt nhìn tam giới, chỉ nói đến năng lực thống binh, Cửu Huyền Thiên Nữ hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị thứ nhất. Đến cả phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo cũng phải gặp nhiều trở ngại, phải nhờ đến thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao mới có thể mở ra một con đường máu. Mộ dung nguyên duệ là thân thế niết bàn của cửu thiên huyền nữ, tương đương với việc hết toàn bộ chiến thần chi đạo, với độ tuổi hiện giờ của cô ấy, tương lai tu vi sẽ không thấp hơn so với cửu thiên huyền nữ năm xưa. Thùy họa nói em ấy có tiềm lực vô tận, gánh vác túc mệnh chiến thần thái cổ, trong trận chiến phong thần lần này rất có thể sẽ thức tỉnh. Cho nên, Mộ Dung Nguyên Duệ là chủ nhân sáng giá nhất của binh chủ chiến kỳ, một người sinh ra là để chiến đấu như cô ấy mới có thể phát huy hết tất cả uy lực của lá cờ này. Thật ra, binh chủ chiến kỳ đối với ai cũng có lợi cả, nhân đạo, tiền đạo, ma đạo, âm thi, thậm chí cả nhân tộc. Nhưng mà, ma đạo tôi có quân uy của Thùy hỏa, còn có chính là, đệ tử ma đạo hữu giáo vô loài, yêu tộc, nhân tộc, phong tộc, chiến lược của các đệ tử rất khó để phối hợp nhịp nhàng. Cho nên, Binh chủ chiến kỳ thật ra không thích hợp cho ma đạo tác chiến. Về phía nhân tộc, đa phần đều dựa dẫm vào các loại vũ khí kỹ thuật cao cỡ lớn, càng không thích hợp sử dụng binh chủ chiến kỳ. Âm Ty không có cách tham dự vào cuộc tranh giành cơ duyên tại cổ địa, cho nên xác định lá cờ này cũng không nên duyên với họ được rồi. Vậy thì tính ra, chỉ còn nhân đạo và tiên đạo mới là những kẻ tranh giành binh chủ chiến kỳ. Bất luận tiên nhân bên nào có được, đều sẽ có thể khiến cho toàn thể quân lực tăng vọt lên một phần lớn đến cả khí số của đạo môn cũng theo đó mà bạo phát. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào động tác của tạo ẩn, nhìn cô ấy giữ chắc binh chủ chiến kỳ trong tay. Một bên là cờ cửu lê, một bên là binh chủ chiến kỳ, giữa eo còn treo ma đao của Sivu. Đồng thời, tạo ẩn còn mang dòng máu được kế thừa từ Sivu. Cô ấy vẫn luôn án binh bất động, giờ đây giống như ma quân hộ thể, bạo phát ra uy nghiêm khiến cho người ta phải run sợ. Biểu cảm của tạo ẩn rất kích động, có thể thấy được cô ấy muốn chiếm binh chủ chiến kỳ làm của riêng. Đây là di vật của tổ tiên cô, cô ấy có quyền thừa kế lá cờ này. Tạ Uẩn là người bảo vệ cho nhân tộc, chỉ cần có thể bước ra khỏi nơi này, nhân đạo và tiên đạo cho dù không can tâm thì cũng không tìm được lý do đòi lại binh chủ chiến kỳ, trừ phi họ công khai khiêu chiến với nhân tộc thôi. Tôi tin chắc rằng từ phúc nhất định đã sắp xếp mọi thứ phía sau. Nói không chừng cũng đã sắp xếp cho người ở bên ngoài tiếp ứng cho Tạ Uẩn rồi. Bây giờ, chiến lực của Lữ Thuần Dương còn chưa hồi phục, không ai có thể ngăn cản tạo ẩn lấy đi binh chủ chiến kỳ, người duy nhất có thể ngăn cản là câu Trần Đại Đế cũng đã đi mất rồi. Bất luận từ phương diện nào, tạo ẩn có được binh chủ chiến kỳ đều là một chuyện quá rõ ràng. Cho nên cô ấy không dám trễ nải mà đem binh chủ chiến kỳ cùng với cờ cửu lê cất hết vào trong huyền quan của mình. Binh chủ chiến kỳ là di vật của Sivu, tạo ẩn lại là hậu duệ của người, cô ấy có thể trực tiếp thu nạp không cần phải tế luyện gì cả. Nếu như rơi vào trong tay kẻ khác, nhất định phải lấy thần hồn của bản thân để tế luyện một mới có thể điều khiển như ý mình muốn. Sau khi thu nạp xong, Tạ Uẩn quay về đứng ở yên bên cạnh tôi. Tạ Lan, tôi nhớ cậu từng nói, mà đạo không tranh binh chủ chiến kỳ. Tạ Lưu Vân lên tiếng, "Ma đạo không tranh, tôi đáp, vậy tại sao cậu lại để Tạ Uẩn lấy đi binh chủ chiến kỳ?" Tạ Lưu Vân lại hỏi, "Tạ Uẩn không phải đệ tử của Ma đạo." "Ha ha, Tạ Lan, cậu đừng quên mất thân phận của mình." cậu là ma đạo tổ sư, cậu không cảm thấy làm như vậy có chút mất đi thể diện của đạo tổ sao tôi thừa nhận lần tranh đoạt cơ duyên này tôi đã thua cho cậu, nhưng mà vẫn hy vọng cậu có thể thực hiện đúng lời hứa của mình. Tạ Lưu Vân cười lạnh tiếp lời, rất rõ ràng, Tạ Lưu không tin lời tôi nói, cứ tưởng tôi cố tình dắp tâm lừa gạt họ. Tôi đích thực không phải đệ tử của ma đạo, tôi đến đây cũng không phải đại diện cho ma đạo. Tạ Uẩn cất lời, câu nói này của Tạ Uẩn đã khiến cho sắc mặt của Tạ Lưu Vân ngưng động. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, Tạ Lưu Vân hiểu được trọng lượng của câu nói này từ Tạ Uẩn, nếu như cô ta là đệ tử ma đạo, tuyệt đối sẽ không nói ra câu nói này. Vậy thì người đại diện cho ai? Tạ Lưu Vân hỏi, tôi đại diện cho nhân tộc, tôi là người kế nhiệm cuối cùng bảo vệ cho nhân tộc. Tạ Uẩn lớn tiếng hô to, khắp nơi đều im bặt, một sự yên lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ được cuối cùng kết cục lại như thế, dù cho họ có suy nghĩ nát óc cũng không tin binh chủ chiến kỳ lại rơi vào tay của nhân tộc mấu chốt ở đây chính là tạo ẩn còn là hậu duệ của Si rất rõ ràng là cô ấy chỉ lấy lại di vật của tổ tiên cô mà thôi tiên nhân hai đạo không ai có thể trách móc nhân tộc đến tham dự cuộc tranh giành trong cổ địa được cổ địa Long môn hoang mạc thiên tôn của tiên nhân hai đạo hy sinh như mưa sự mất mát thương vong này thật sự quá nghiêm trọng rồi đến cuối cùng thì như lấy nước bằng giỏ tre ngược lại còn mở sẵn đường cho nhân tộc tôi đã hiểu rồi Tạ Lan qua một hồi lâu Tạ Lưu Vân mới ung dung thở dài nói. Hiểu cái gì, tôi hỏi, không phải tôi thua cậu, mà là thua cho từ phúc. Nếu tôi đoán không lầm, hiện giờ đại quân của nhân tộc đã mở được cổ địa Long Môn Hoang Mạc và đang đợi chúng tôi ở bên ngoài. Tạ Lưu Vân tiếp lời, chương 800, binh chủ chiến kỳ 2. Nghe hắn nói như thế, tâm nghi của Lữ Thuần Dương cũng theo đó là nhân lại. Sau khi hồi phục thể lực, ông ta có thể giành lại binh chủ chiến kỳ trong tay tạo ẩn, không ai có thể ngăn cản được ông, cho dù vì thế mà đắc tội với nhân tộc ông cũng chẳng màng thế nhưng nếu như từ phúc đã dẫn binh trấn thủ bên ngoài long môn mà ông vẫn động thủ với tạo ẩn vậy thì chẳng khác gì đã trực tiếp tuyên chiến với nhân tộc còn gì các vị cấp cao trong nhân tộc tuyệt đối không muốn bị cuốn vào trong cuộc chiến phong thần càng không chấp nhận nghe lệnh từ ai bản thân từ phúc lại không thiếu dũng khí khai chiến với bất kỳ mối lo ngại nào phải hay là không ra ngoài xem thì sẽ rõ ngay thôi mộ dung nguyên duệ vẫn luôn trầm mặc giờ đây đã lên tiếng cất lời nửa ngày đã trôi qua đợi đến khi thực lực của mọi người hồi phục lại vài phần, chúng tôi bắt đầu rời khỏi cự long chi hoàn, đi xuyên qua thành cự long và long cốt hoang dã, thông qua long môn dùng pháp trận dịch chuyển quay về hẻm núi Hắc Nham. Vừa hiện thân, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là từ phúc đang chấn thủ ở bên ngoài long môn cùng với thanh kiếm thuần quân tôn quý vô song, nắm giữ khí số của nhân tộc. Và thế là, cuộc chiến tranh giành cơ duyên tại long môn hoang mạc đến đây là kết thúc. Sau sự việc này, tạo ẩn mượn ma đao và cờ cửu lê để thanh tẩy hết oán khí và vong hồn của rồng của cả ngọn núi Long Môn Hoang Mạc, khiến cho khắp nơi trong cổ địa và nhân gian đều dung hợp lại với nhau. Trong tứ đại cổ địa, bây giờ chỉ còn lại miêu cương cổ địa là chưa xuất thế, đợi sau khi miêu cương cổ địa hiện hình, vậy thì cuộc chiến phong thần trong tam giới sẽ chính thức bắt đầu. Chỉ vì một binh chủ chiến kỳ mà tiên nhân đạo đã bị tổn thất nặng nề đến cực điểm. Chín vị hộ pháp thiên tôn của nhân đạo chỉ còn lại bốn, ngũ lôi tôn giả dưới trướng đổ mẫu nguyên quân chỉ còn lại một vị mậu thổ kiếp lôi tôn giả. Bốn vị đại thiên sư cũng đã bỏ mạng hai vị vào đó, chỉ còn lại trương đạo lăng và tát thủ kiên. Tiên đạo tổn thất thiên tôn không bằng nhân đạo, nhưng đả kích lần này cũng không thua kém gì so với nhân đạo đâu. Cái chết của kiếm vô ngân, còn có sự tổn thất của thái ất thiên tôn mà mộ dung nguyên duệ không thể đối mặt, có thể tưởng tượng được là, trong nội bộ của tiên đạo chắc chắn sẽ có người bất mãn đối với cô ấy tổn thất khi mất đi hai vị Long Vương cùng với một phần số khí của Long Tộc, khiến cho chiến lực của Long Tộc bị suy giảm trầm trọng, cho dù có thay đắc kiêu công chùa vào cũng không thể bù đắp được tổn thất này. Điều khiến cho mộ dung nguyên duệ đau đầu hơn chính là câu Trần Đại Đế, tuy rằng ông đã tổn thất sách Lạc Quy và Long Hà Đồ, nhưng thương huyền thiên bổ trợ cho ông nâng cấp chiến lực đã bù đắp cho lần thiệt hại này. Thiên đình vốn đã dối ren lắm rồi, thế lực của câu Trần càng khiến cho cục diện hỗn loạn hơn. Còn về cái chết của kiếm vô ngân, căn bản không có chứng cứ chứng minh là ông ta làm, kiếm lữ thuần dương cũng không hỏi ra được mấu chốt gì. Lần tranh đoạt binh chủ chiến kỳ này là do câu Trần Đại Đế không mời mà đến, cho dù ông không giúp tiên đạo tranh binh chủ chiến kỳ thì, thì tiên đạo cũng không có cách nào trách móc ông cả. Hơn nữa có tạo ẩn ở đây, cho dù ông có muốn ra tay cũng chưa chắc gì sẽ tranh được. Sự thất bại toàn diện của tiên đã khiến cho tâm trạng của mộ dung nguyên duệ chán nản đến tột cùng. Sau khi trở về tổ đình Côn Lôn, cô liền ở lại chiến thần điện đóng cửa sám hối, ngay cả phải thuật trước tại thiên đình cũng không đi, chỉ sắp xếp cho đắc kiêu công chua đến tử vi tinh cung để trần thuật mọi chuyện cho tử vi đại đế. Tử vi đại đế không hề trách tội mộ dung nguyên duệ, cũng biết cô ấy đã cố gắng hết sức rồi, việc cấp bách lúc này là phải tìm cách giải quyết để giữ vững cục diện trên thiên đình. Nếu nói khi hay tin mộ dung nguyên duệ bị thất thế thì người vui mừng nhất ngoại trừ những thế lực đối kháng thường chất vấn mộ dung nguyên duệ ra thì cũng chỉ còn có hạo thiên ngọc đế rồi. Cửu thiên đáng ma tổ sư đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của bọn họ, chuyện này cũng đã nhận được sự chấp thuận của tử vi đại đế. Điều duy nhất khiến cho Hạo Thiên Ngọc Đế buồn phiền chính là, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn không tỏ rõ động thái của mình, ông sai tiên tử đem bao nhiêu quả đến cho Mộ Dung Nguyên Duệ cũng lần lượt bị trả về. Hạo Thiên không có chí hướng gì trong người, tuy hậu cung có vô số tiên tử, cũng không thiếu dung nhan xinh đẹp thua kém Mộ Dung Nguyên Duệ, thế nhưng cô ấy dù sao cũng là binh bộ chiến thần, son phấn lục cung ai mà có khí chất anh hùng như cô ấy chứ. Chinh phục chiến thần Mộ Dung Nguyên Duệ, hoàn toàn có thể đáp ứng lòng tự trọng của Hạo Thiên Ngọc Đế với tư cách là một người đàn ông, Hạo Thiên đối với mộ dung nguyên duệ phải nói là khát vọng nhất định phải có được. Chương 801, lần nữa đến Côn Lôn một. Ma đạo, Quy Khư, chuyến đi đến cổ địa hoang mạc Long Môn lần này, Ma đạo tuy không thu hoạch được gì, nhưng lại là người thắng lợi lớn nhất. Liễu Như thị một bước lên mây, dựa vào thân phận một tuyệt đại yêu long mà vươn lên thành thiên tôn mạnh nhất. Nhờ vào kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương, tôi đã hàng phục được kiếm thai thần kiếm, tam kiếm khuất phục, chứng lấy thiên tôn. Ngoại trừ tôi cùng liếu như thị gia, hai đại sát thần và bao gồm cả ngạo phong, đều nhận được lễ rửa tội trong quá trình chiến đấu, lực chiến của họ một lần nữa được cải thiện. Thần kiếm miểu miểu, tôi có thể dựa hơi kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương mà hàng phục kiếm thai thần kiếm tại Hoang Mạc Long Môn, bản thân chuyện này cũng đã là một cơ duyên trời cho rồi. Khương Tuyết Dương dành trước tôi một bước chúng thiên tôn, sau khi tôi chứng thiên tôn, cũng đồng nghĩa với việc mệnh bàn sát phá lang đã hoàn toàn ổn định, uy lực của tam phương tứ chính cũng được tăng lên về chất. Đến mức Lữ Thuần Dương sau khi trở về hàm cốc quan đã trực tiếp tuyên bố, sau khi mở lại cổ địa miêu cương, át giết thằng nhãi tạ lan. Cũng không thể yêu cầu nhân đạo không phẫn nộ, mấy ngày nay, mà đạo lợi dụng điểm yếu để nắm lấy cơ hội, giành hết sự nổi trội. Lần này ở cổ địa hoang mạc Long Môn, mặc dù ma đạo trông thì có vẻ trắng tay, nhưng việc tôi chứng thiên tôn cũng đã bỏ xa so với binh chủ chiến kỳ rồi qua chuyến đi đến cổ địa Hoang Mạc Long Môn, cũng đã khiến tam giới một lần nữa thấy rõ một chuyện, đó là sát phá lang tam phương tứ chính, sức mạnh của mệnh bàn quả nhiên không thể thay đổi được. Nếu không, làm sao để giải thích ma đạo hết lần này đến lần khác đều có thể dục hỏa trùng sinh chứ? Trận phong thần vẫn chưa bắt đầu, các bên đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với ma đạo. Nhưng trước khi tấn công ma đạo, nhân tiên hai đạo trước tiên phải phân ra thắng bại. Một là, bởi vì tổng chiến lực của ma đạo hiện tại không mạnh cái cần cảnh giác chính là sự phát triển về sau của ma đạo chứ không phải hiện tại hai là hiện giờ ma đạo có quy khư như bùa hộ mệnh thiên đạo không ra tay thì kết giới quy khư chặt chẽ không chê vào đâu được ma đạo có thể tiến lùi tự do ở đông hải căn bản không thể tiêu diệt tận từ gốc rễ sau khi trở về quy khư khương tuyết dương đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng cho chúng tôi trong thần điện quy khư kể từ khi ma đạo ra khỏi hàn hoang mỗi lần ra trận đều có người ngã xuống Lần này ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn không mất một binh một tốt nào, toàn thắng quay về thì đúng thật là lần đầu tiên. Nói về việc lần nữa nhìn thấy thất thải Minh Vương Khổng Tuyên trong huyền quan, chúng chiến tướng Ma đạo ai nấy đều ngấn nước mắt. Sau bữa tiệc, tôi đưa chúng chiến tướng Ma đạo đến trước điện Anh Linh, để tỏ lòng kính trọng với những anh linh Ma đạo đã chết trong các trận chiến kể từ lúc tôi lên làm Ma đạo tổ sư. Đệ tử Ma đạo, vạn thế thiên hồng, tôi ở điện Anh Liệt triệu hồi cờ chiêu hồn của Ma đạo, những bông mạn đà la nở đỏ rực tựa một biển máu. Ngay khi cờ chiêu hồn xuất hiện, chúng tướng lĩnh của ma đạo đều tế bái trong nước mắt. Từ điện anh linh đến tận chân núi Bất Chu, tất cả đệ tử ma đạo ở quy khư giờ phút này đều rơm rớm nước mắt, tế bái cờ chiêu hồn. Khương Tuyết Dương từng nói tôi đã làm nhiều việc mà ma đạo tổ sư chưa từng làm qua, sau này mới biết không phải là ma đạo tổ sư không làm được, mà là ông ấy cố ý để lại cho người kế nhiệm. Chỉ độc mỗi hoa bỉ ngạn nở hoa trên cờ chiêu hồn là một màn thần kỳ mà ngay cả ma đạo tổ sư cũng chưa từng thấy qua, cũng không cách nào tính toán ra hòa phúc trong đó. thông thường những hiện tượng như vậy chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi trong khí số của ma đạo, bao gồm cả việc tôi chứng thiên tôn, nhưng khí số ma đạo lại không hề thay đổi chút nào. tôi biết điều này là do thủy hỏa vẫn chưa thức tỉnh. giấc ngủ say của phá quân đã mang đến cho ma đạo một khiếm khuyết, khiến cho ma đạo dù có bao nhiêu khí số đi nữa thì cũng không cách nào dung hòa được. giống như lượng nước chưa trong thùng gỗ, một mảnh gỗ bị mất đi đó đã hạn chế chiều cao mực nước trong thùng. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút sốt ruột, cổ địa hoang mạc Long Môn đã kết thúc, bốn vùng cổ địa chỉ còn lại mỗi cổ địa miêu cương vẫn chưa mở ra. Một khi cổ địa miêu cương được giải bỏ lệnh cấm, thì trận chiến phong thần ắt sẽ nổ ra. Điều quan trọng nhất là bốn vùng cổ địa đều giải phong ấn, vốn dĩ vì sự mất cân bằng âm dương khi quy khư xuất thế thì đã ổn định được phần nào, tiếp đó thì thiên đạo sẽ giành lại quyền kiểm soát trời đất. Thiên đạo trở về, kết giới quy khư sẽ bị phá vỡ, mà đạo sẽ mất đi tấm bùa hộ mệnh cuối cùng, hoàn toàn bại lộ trước tai mắt trong tam giới. Ma đạo cần tướng phá quân và nhu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn cùng với sự trôi đi của thời gian. Tiếc thay, Thùy Họa lại dường như không hay biết gì. Cô ấy dồn hết tâm huyết cho tôi, khi tôi đi long môn, cô ấy lo lắng cho tôi hơn cả ma đạo. Ngay cả những bông hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn và những bức tượng anh hùng trong điện anh Linh cũng không chạm được vào thần hồn cô. chương 802, lần nữa đến Côn Lôn 2. Cô ấy của hiện tại, Đơn thuần như thiếu nữ nhà họ lâm chết oan của 400 năm trước. Đơn thuần có thể khiến người ta hạnh phúc, bởi vì họ không suy nghĩ quá nhiều, cùng không phải gánh vác quá nhiều. Thân là một người chồng, tôi hy vọng mình có thể mang lại cho vợ mình niềm hạnh phúc này, tôi hy vọng vợ mình có thể mãi hạnh phúc như thế. Tuy nhiên, với tư cách là ma đạo tổ sư, tôi không muốn vị tướng phá quân mạnh nhất trong ma đạo, chìm đắm trong mộng mị, mãi cũng không thể tỉnh lại. Đêm, mát rượi, Thùy Hòa ôm chặt lấy tôi. Rụi cái đầu nhỏ sinh vào ngực tôi. Một Thùy Hỏa thay đổi danh tính, tính tình cũng mềm dịu không ít. Đôi má trắng nõn đã nhuộm hồng một mảng, dưới hàng mi dài, đôi mắt hồ thu to tròn của cô ấy phủ một lớp xương. Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư chi bất chi. Nghĩa là hạt đậu đỏ làm kẹp tóc lung linh trên đầu, hay chăng là để tương tư khắc cốt. Thùy Hỏa khi không phải là tướng phá quân, rất thích hợp để rước về làm vợ. Ngày xưa cô ấy kiêu hùng như thế tôi lại mong chờ vẻ dịu dàng như nước của cô ấy. Bây giờ cô ấy dịu dàng như nước, tôi lại mong cô ấy nhật lại phong thái anh hùng vân tập công vị lập, mỹ nhân để đao chấn bát hoang của vị tướng phá quân ở núi không minh. Thùy Hòa hỏi về chuyện ở cổ địa hoang Mạc Long Môn, tôi đã kể tường tận mọi thứ cho cô ấy nghe. Nghe đến việc trong thành cự long, đến cảnh giới thiên tôn cũng đã ngã xuống không ít người, cô ấy càng ôm tôi chặt hơn, cảm thấy sợ hãi thay cho tôi. Tôi cũng nói với cô ấy việc Lữ Thuần Dương sẽ giết tôi ở cổ địa Miêu Cương, nói với cô ấy rằng bây giờ thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã không ai có thể địch nổi nữa, bởi vì Yến Tháp và hi Hòa là sự tồn tại cấp bậc đạo tổ, mà đạo tổ thì không thể dễ dàng động đến được. Cô ấy có thể đỡ được không? Thùy Hòa hỏi tôi, được, tôi đáp, vậy sau này khi cổ địa Miêu Giang mở trở lại, anh dẫn em đi cùng có được không? Phải đợi em thức tỉnh lại thì mới được, em của hiện tại đi thì cũng không đỡ được kiếm của Lữ Thuần Dương. Thế nhưng, nếu anh cứ để em ở lại quy khư, có thể cả đời em cũng không bao giờ tỉnh lại. Em đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, nếu cô ấy đã là tướng phá quân, chỉ khi ở trên chiến trường thì mới có cơ hội tỉnh lại. Được từ hôm đó trở đi, tôi ngày đêm tu hành kiếm đạo trên đỉnh núi Bất Chu. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm của mình, nhưng đã bị Bác Minh Tú từ chối. Ông ấy không muốn ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm, không muốn cược. Bản thân việc ngưng tụ kiếm thai cũng đã là chuyện vô cùng nguy hiểm, chẳng những cần một huyền quan rộng lớn và kiến cố mới có thể dung nạp sát khí kiếm thai ngoài ra còn phải có được một mệnh số nhất định huyền quan của bắc minh tú thì chắc chắn có thể chứa được kiếm thai quỷ kiếm nhưng ông ấy không muốn cược mạng sống của mình theo lời của ông ấy nói thì chính là gặp gỡ được lưu phong sương là đã dùng hết vận may của cuộc đời ông ấy rồi được rồi tôi thừa nhận việc khiến một người đàn ông đã chết mấy ngàn năm niết bàn trùng sinh nói ra được những lời tình cảm thì quả thật không dễ dàng gì ngoại trừ chúc phúc cho họ ra thì tôi cũng không biết nói gì hơn như vậy cũng trôi qua nửa tháng Tạ Uẩn đến Đông Hải để bái kiến tôi. Nhận được truyền tin từ phong chủ, tôi đã đến đỉnh viện quần tinh bắt đầu để gặp cô ấy. Tạ Uẩn đến đây là để đưa binh chủ chiến kỳ cho tôi, tiện thể báo cho tôi biết một chuyện, mộ dung nguyên rưỡi cùng với Hạo Thiên Ngọc Đế kết hôn rồi. Ngày cưới định vào ba ngày sau, Hạo Thiên đã thông báo cho tam giới, cửu thiên tập địa cùng chư phương thần linh đều được mời, bao gồm đại vua tử phúc. Tạ Uẩn nói, ta biết rồi, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đột nhiên nghe tin mộ dung nguyên duệ sắp phải gả cho hạo thiên tim tôi bất giác nhói lên một hồi tạo ẩn không biết chuyện của tôi nhưng người đang lắng nghe ở bên cạnh là khương tuyết dương thì lại rất rõ vướng mắc tình cảm giữa mộ dung nguyên duệ và tôi tôi nợ mộ dung nguyên duệ một lời hứa ở thành cự long khi đó cô ấy nói cô ấy không còn lựa chọn nào chỉ có thể gả cho hạo thiên tôi nói rằng tôi sẽ cho cô ấy một lựa chọn mấy ngày nay tôi không có động tĩnh gì chính là chờ tạo ẩn đem binh chủ chiến kỳ đến cho tôi Cô ấy đã phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục Từ Phúc giao lại binh chủ chiến kỳ cho Tiên Đạo. Không phải tầm nhìn của Từ Phúc không đủ xa rộng, nhưng từ góc độ của nhân tộc mà nói, binh chủ chiến kỳ nắm trong tay của nhân tộc là tốt nhất. Bởi vì bất kể nhân, tiên hai đạo ai có được đi chăng nữa thì đều sẽ khiến nhân tộc rơi vào tình thế bị động hơn. Tạo Ẩn không ở lại lâu, giao binh chủ chiến kỳ xong thì rời đi ngay. Cô ấy ở trong trận cổ địa Hoang Mạc Long Môn có được thần hồn cấp bậc Thiên Tôn, cũng có đạo thể cấp Thiên Tôn chỉ cách một bước nữa là chứng được thiên tôn, mà đao si vưu chính là cơ duyên để cô ấy chứng thiên tôn. Chỉ cần cô ấy lĩnh ngộ được hết đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, thì có thể nâng chiến lực lên cảnh giới thiên tôn. Còn về khi nào mới có thể vượt khỏi hệ thống tu hành đạo môn, đối với cô ấy cũng không phải việc gì khó, bởi vì cô ấy vẫn mang trên mình truyền thừa của ma quân si vưu, là hậu duệ duy nhất của si vưu. Ta cần đi một chuyến đến Côn Lôn, tại thành cự long ta nợ mộ dung nguyên duệ một lời hứa, đưa binh chủ chiến kỳ cho cô ấy. Tạ Uẩn sau khi rời đi, tôi liền nói với Khương Tuyết Dương. Chỉ vậy thôi, Khương Tuyết Dương cười hỏi tôi, ánh mắt nhu hòa. Ừm, vậy cậu có thể cho A Lê đi cùng, nhân cơ hội này đem theo cả tộc nhân của cô ấy về. Khương Tuyết Dương ân cần nhắc nhở, tôi mang theo cả ngạo phong đi cùng. Tạ Lan, đưa binh chủ chiến kỳ cho mộ dung nguyên duệ đối với ma đạo mà nói thì cũng không phải chuyện tốt gì. Tại sao, ta nghi ngờ, binh chủ chiến rất có khả năng là cơ duyên để mộ dung nguyên duệ thức tỉnh số mệnh của thái cổ chiến thần nhưng ta cũng không phản đối cậu đưa binh chủ chiến kỳ cho cô ta bởi vì sự to lớn của tiên đạo sẽ tranh thủ đủ thời gian cho ma đạo